chương 221, tình huống quỷ quyệt mỗi người tự hiện thần thông. Chùa vô tướng vì phòng ngừa có người lẫn vào chùa miếu, ở chùa miếu bên ngoài bố trí trận pháp che chở. Bất quá này đó Lâm Thanh Nghiên sớm đã có công đạo, mấy người đi vào pháp trận bên cạnh, sôi nổi từ trong tay móc ra một phen đoạn chủy. Trong người trước cái trắng thượng một hoa, cái trắng liền bị cắt mở một đạo cái miệng nhỏ. Tiêu Dật Phong mang theo bích thủy dao, hai người nháy mắt không có đi vào, xuyên thấu cái trắng, mà kia cái trắng ở hai người xuyên thấu lúc sau, nháy mắt lại khôi phục lại đây. Đây đúng là Lâm Thanh Nghiên cấp pháp bảo, tuy rằng chỉ là một kiện thượng phẩm pháp khí, nhưng hiệu quả là có thể ngắn mũi bài trừ cái trắng, đảo cũng là một kiện hiếm có bảo vật. Hai người không hề do dự, toàn lực hướng ước định địa điểm lao đi. Bọn họ không dám trời cao phi hành, chỉ dám ở núi rừng chi gian bay vút. Nhưng lấy bọn họ tu vi trèo đèo lội suối bất quá là việc nhỏ, chỉ cần không bị người phát hiện là được. Bằng vào bọn họ tự nhiên là không có khả năng trực tiếp xông vào chùa vô tướng trấn yêu trong tháp mặt, rốt cuộc trấn yêu tháp còn có đông đảo tăng nhân bảo hộ, bọn họ chuyến này đích đến là lưu sóng sơn bọn họ tiểu tổ sẽ ở lưu sóng sơn phụ cận hội hợp chờ đợi cao thủ chân chính đã đến tiêu dật phong tuy rằng trong lòng sốt ruột nhưng trên mặt bất động thanh sắc bởi vì hắn lập hạ quá nặng thề không thể tiết lộ chuyến này mục đích hắn cấp kia tăng nhân tin tức bên trong chỉ có ngắn ngủn mấy chữ sao trời thánh điện đột kích điệu hổ ly sơn chi kế nhưng từ trước mắt chùa vô tướng điều động xem ra chỉ sợ chính mình vẫn là chậm một bước tin tức còn không có truyền đi lên nhưng điều động đã bắt đầu rồi Tiêu Dật Phong nhìn chầm chầm Bích Thủy Tâm, trong mắt sát ý hơi lóe, suy nghĩ muốn hay không nhân cơ hội này trực tiếp đem Bích Thủy Tâm cấp đánh chết. Bích Thủy Tâm nơi nào tưởng được đến chính mình vẫn luôn phòng bị dâm tặc, cư nhiên nghĩ đến muốn hay không làm thịt chính mình. Cũng không biết có phải hay không nàng mệnh không nên tuyệt, Tiêu Dật Phong nghĩ lại tưởng tượng, hiện giờ chính mình hai người không có bại lộ, hiện tại giết Bích Thủy Tâm, kia chính mình hiềm nghi khẳng định chạy không thoát. Nghĩ đến còn bị Lâm Thanh Nghiên giam lỏng ngang ngàn cầm hai nàng, hắn liền không khỏi thở dài chính mình hiềm nghi vẫn là không có hoàn toàn bị rửa sạch. Nếu chính mình có cái gì hành động thiếu suy nghĩ, kia chỉ sợ nhan ngàn tầm hai nàng liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Diệp thần này thân phận cũng còn chưa tới có thể từ bỏ nông nổi, bằng không chính mình muốn lại tìm cái thân phận trà trộn vào sao trời thánh điện liền khó khăn. Bích thủy tâm căn bản không biết chính mình từ quỷ môn quan đi rồi một sớm, thấy hắn thời gian dài nhìn chầm chầm chính mình. Nàng hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, phẫn nộ quát, chết dâm tặc, trở về ta lại tìm ngươi tính sổ. Tiêu Dật Phong lộ ra quỷ dị tươi cười nói, Thủy Tâm sư muội đừng nóng vội, có rất nhiều cơ hội. Về sau chúng ta hảo hảo luận bàn luận bàn. Bích Thủy Tâm thấy hắn này tươi cười, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Này chết dâm tặc, chính mình nhất định là mở heo che tâm mới có thể cảm thấy gia hỏa này có điều thay đổi. Hai người thực mau liền đến lưu sóng sơn phụ cận, ở nơi đó mặt Thủy Giao cùng Lâm Tiêu hai người đã chờ, bọn họ tới so Tiêu Dật Phong hai người càng mau. Mà Lâm Tiêu hai người hướng bọn họ gật gật đầu, Bích thủy nóng vội vội hướng mặt thủy giao phương hướng đi đến, ly tiêu giật phong cái này dâm tặc rất xa. Lâm tiêu nhìn tiêu giật phong ánh mắt cũng là rất là cổ quái, trong lòng cười khổ không thôi, gia hỏa này vừa rồi kia một hồi làm ầm ĩ, thật là làm mọi người đều hoảng sợ. Vốn dĩ đối hắn có điều đổi mới, ai biết mặt sau hắn lại trừ khởi phong tới, thật là cái muốn sắc không muốn sống dâm tặc. Thực mau những người khác lục tục đã đến, 10 cái người đều tụ tập ở chân núi chỗ ẩn nấp chỗ, bày ra ẩn nấp hơi thở trận phát. 10 người tương đương khắc chế, bọn họ liền xem cũng không dám xem kia tòa tháp liếc mắt một cái, lo lắng khiến cho trên núi cao tăng chú ý. Nhưng mọi người xem một chút tiêu giật phong ánh mắt đều có điểm cổ quái, xem ra sơn môn trước xôn sao đều bị bọn họ xem ở trong mắt. Tiêu giật phong tắt cả lơ phất phơ dựa vào thủ biên, đối mọi người kỳ quái ánh mắt không cho là đúng. Mấy người đánh cái thủ thế, sôi nổi yên lặng điều tức lên, chờ đợi lần thứ hai xôn xao đã đến. Mà ở nơi xa lôi âm bên trong thành, bảy đại cao thủ cùng ba vị thánh tăng cùng quảng dương chân nhân đánh đến có tới có lui. Ba vị thánh tăng tuy rằng nhân số ít, nhưng đều là đại thừa kỳ hậu kỳ cao thủ, thực lực mạnh mẽ. Bảy vị đại thừa kỳ trong lúc nhất thời cư nhiên bắt không được bọn họ bốn người, nhưng giờ phút này bốn người cũng không chịu nổi, đều bị thương không nhẹ. Trên mặt đất giờ phút này cũng là nguy ngập nguy cơ, bên trong thành thượng trăm tòa trấn yêu tháp, bị phá hư quá nữa, không ít yêu ma từ giữa thoát vây mà ra, ở trong thành bốn phía giết chóc. Trong thành hộ thành đại trận sớm đã bị phá hư rớt, không ít yêu ma giết tiến vào, cũng may trong thành cư dân đã bị tập trung ở mấy chỗ, mới không đến nỗi tử thương thảm trọng. Nhưng trong thành cao thủ tuy rằng không ít, nhưng phải bảo vệ một thành cư dân, bó tay bó chân dưới, cũng có chút lún cuốn tay chân. Đang lúc mọi người đánh đến khó hòa giải hết sức, đột nhiên truyền đến hét lớn một tiếng, lớn mật yêu ma, dám tại đây làm sằng làm bậy. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo kim hồng lượt tới, khí thế kinh người, mặt trên là một tôn cự Phật ngồi ở đài sen phía trên, chậm rãi vương một bàn tay, một chưởng ấn ra. Đem đông đảo yêu tộc diệt sát. Cự Phật phía sau, là mấy đạo cầu vòng lượt tới, lại là còn lại chín đạo người trong, trong đó còn có bốn vị đại thừa kỳ cao thủ. Tính đi lên viện cao thủ, chùa vô tướng tổng cộng tới sáu gã đại thừa kỳ cao thủ, còn có rất nhiều động hư cảnh cao thủ, lần này đến phiên ma đạo cùng yêu tộc người sắc mặt khẽ biến. Đứng ở tử lầu trong vòng lâm thanh nghiêng tắt nhàn nhạt mà phất phất tay, đối với phía sau thủ hạ công đạo nói, làm cho bọn họ tập hợp. Chuẩn bị kích phát trận pháp. Chúng ta trước triệt. Là. Thủ hạ đệ tử nhanh nhẹn đem tin tức truyền ra đi, che chở lâm thanh niên từ mật đạo rời đi lôi âm thành. Tình huống lập tức nghịch chuyển, chính đạo 10 vị đại thừa kỳ cao thủ đem 7 vị sao trời thánh điện cùng yêu tộc vây quanh, mấy ngàn tinh anh đệ tử từ nhị sen phía trên phi hạ, nhào hướng phía dưới yêu ma. Mà yêu tộc cùng ma giáo đệ tử thu được mệnh lệnh, trước tiên tụ tập ở một khối, kết trận phòng ngự, mà những cái đó vừa mới thả ra yêu ma tắc thừa nhận rồi chùa vô tướng cùng chính đạo lửa giận. Nhìn phía dưới luyện ngục giống nhau cảnh tượng, luôn luôn cấp tiếng tuệ phổ thánh tăng phẫn nộ quát, yêu ma, nhận lấy cái chết còn lại chính đạo cao thủ cũng lòng đầy căm phẫn, sôi nổi hướng bọn họ công tới. Yêu tộc mấy người cùng sao trời thánh điện hai vị thánh sứ liếc nhau, sôi nổi tụ ở một khối, kết trận liên thủ đối địch. Công thủ trao đổi, nhưng 10 vị đại thừa kỳ liên thủ, cũng chỉ có thể đưa bọn họ đã thương, còn trong khoảng thời gian ngắn khó có thể đánh chết. Mà xuống phương bởi vì chính đạo tới viện, ma đạo thương vong tuy rằng thảm trọng, nhưng vẫn là huấn luyện có tố mà tụ tập ở một khối. Lâm Thanh Nghiên giờ phút này đã từ mật đạo đi thông tới rồi ngoài thành mặt, xa xa quan vọng bên trong thành tình huống. Mắt thấy chính đạo người trong đã bị dẫn tới một khối, liền dùng đưa tin ngọc giảng cấp trong thành người đã phát cái tín hiệu. Một lát sau, chỉ thấy lôi âm thành bốn phía mấy đạo màu đỏ ánh sáng phóng lên cao, hơn nữa bên trong thành cũng có ánh sáng tận trời. Một đạo huyết sắc cái trắng ở giữa không trung xuất hiện, nhanh chóng bao phủ trụ toàn bộ lôi âm thành. Này huyết sắc cái trắng thế nhưng ẩn ẩn có cùng lôi âm thành hơi thở tương liên, trong lúc nhất thời bên trong thành huyết vụ bao phủ, nồng đậm huyết khí làm người buồn nôn. Trận nội chính đạo mọi người sắc mặt khẽ biến, đây là có chuyện gì? Này đó ma đạo yêu nhân chẳng lẽ còn có tới viện? Bằng không bọn họ làm sao dám dưới tình huống như vậy, còn đem chính đạo người trong cùng bọn họ cùng nhau vây ở trận nội. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Chương 222, Vạn Linh huyết trận. Các ngươi này đó yêu ma, ở chơi cái gì quỷ kế? Từ thật đưa tới, bổn chân nhân có thể cho các ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Quảng Dương chân nhân quát lên một tiếng lớn. Lại không ngờ, bị bọn họ vây ở trong đó Ngưu Yêu Tôn cười to nói, ngươi đoán. Vạn Linh huyết trận khởi. Thẩm Kinh Sương khẽ kêu một tiếng. Trên mặt đất, phía trước chảy xuôi máu thế nhưng ở không biết khi nào lấy thành làm cơ sở, vẽ thành một cái thật lớn huyết sắc trận đồ. Từng luồng người huyết cùng yêu huyết lưu chảy ở trận nội, tản ra quỷ dị tia máu. Trên mặt đất chùa vô tướng đệ tử bị huyết quan chiếu đến, chỉ cảm thấy cả người khó chịu, lại cũng còn có thể chịu đựng bọn họ chính mê mang thời điểm. Những cái đó bị trên mặt đất tia máu chiếu đến bình thường quần chúng, lại có vài người đột nhiên dị biến lên. Bọn họ thống khổ mà kêu thảm, rồi sau đó hình thể bạo trướng, trở nên cùng yêu ma giống nhau. Hai mắt đỏ đậm, thân bất do kỹ mà triều bên người người động khởi tay tới. Chính đạo mọi người nơi nào nghĩ đến còn có loại này biến cố, vội vàng ra tay trấn áp bọn họ, này đó đều là bình thường quần chúng, chỉ là bị ma khí yêu khí xâm lấn biến thành như vậy. Bọn họ không dám trực tiếp giết chết, chỉ có thể đưa bọn họ trấn áp, bởi vì trong thành dị biến nhân số đông đảo, trong lúc nhất thời bọn họ thế nhưng luống cuốn tay chân. Mọi người bị này biến cố làm cho sợ ngây người, trong đám người không ngừng có người phát ra tiếng kêu sợ hãi, kinh hoảng thất thố ra bên ngoài chạy vội. Mà ở hướng ra ngoài vây chạy trốn quần chúng trung, có không ít người lặng yên lấy ra một khối phù thạch kích phát, từng khối cục đá nhanh chóng bay về phía giữa không trung. Từng khối màu lam phù thạch mang theo quang mang hội tụ ở một khối, nhanh chóng tụ tập lên, mắt thấy muốn vẽ ra một cái phát trận. Tuy rằng không biết bọn họ ở chơi cái quỷ gì chủ ý, nhưng chính đạo cao thủ vẫn là ra tay ngăn trở phát trận ngưng tụ. Yêu tộc cao thủ làm sao chịu đựng bọn họ ra tay phá hư, hai bên kịch liệt giao chiến. Không ít lấy ra phù thạch đệ tử bị đánh chết, mà những cái đó đệ tử cho dù bị đánh chết, những cái đó phù thạch cũng sẽ bị mặt đất huyết trận thúc dục. Tiếp tục ở không trung hội tụ. Đi. Thẩm Kinh Sương khẽ kêu một tiếng, ở gió bắc thánh sứ yểm hộ hạ, cái thứ nhất hướng mặt đất bay đi. Yêu tộc năm vị đại thừa kỳ yêu tôn cũng tan đi phát trận, hướng về mặt đất bay đi trốn chỗ nào mười vị chính đạo cao thủ đuổi sát bọn họ không chịu dễ dàng thả bọn họ rời đi sở hữu màu lam phù thạch nhanh chóng ở giữa không trung tụ tập trong khoảnh khắc khâu thành một cái thật lớn pháp trận một cái màu lam lốc xoáy đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung những cái đó yêu tộc cùng sao trời thánh điện đệ tử sôi nổi bay về phía kia giữa không trung lốc xoáy trung nháy mắt biến mất ở giữa không trung tuy rằng chính đạo đệ tử ra tay ngăn trở đánh chết không ít ma giáo đệ tử lại vẫn là bị đại bộ phận trốn vào lốc xoáy trung Thấy thế, những cái đó bị phóng xuất ra tới yêu ma cũng nếm thử hướng lốc xoáy trung bay đi, lại quỷ dị từ lốc xoáy trung xuyên qua, phản phất lốc xoáy căn bản không tồn tại giống nhau. Trên bầu trời, mười mấy đạo cầu vồng như sao băng rơi xuống, trong đó bảy đạo ở phía trước cầu vồng nháy mắt hoàn toàn đi vào lốc xoáy trung, mặt sau mười đạo cầu vồng tắt phản phất đụng vào không đến này lốc xoáy giống nhau, từ lốc xoáy trung xuyên qua. Mười vị đại thừa kỳ cao thủ sắc mặt khó coi, Tuệ Minh Thánh Tăng đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng nói, này đó yêu ma trên người nhất định có tính vật. Mặt khác mấy người nghe vậy cũng sôi nổi ở thi thể thượng tìm kiếm tính vật, nhưng lại phát hiện là lấy máu nhận chủ tính vật, căn bản vô pháp lại lần nữa sử dụng. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn màu lam lốc xoáy ở giữa không trung chậm rãi xoay tròn, chỉ chốc lát sau liền biến mất không thấy. Mà những cái đó cục đá cũng hóa thành bột phấn, tán ở không khí bên trong. Giờ phút này bọn họ nơi nào còn không biết bị lừa, vội vàng hướng ngoài thành bay đi, nhưng lại bị huyết sắc cái trắng vây khốn. Quảng dương chân nhân tính tình cấp, nhất kiếm bổ ra trảm ở này cái trắng phía trên nhưng cái chắn lung lay mấy cái, lại không có rách nát, ngược lại trong thành không ít dân chúng lại miệng phun máu tươi, té ngã trên mặt đất. Đáng chết này đó ma đạo yêu nhân khi nào động tay chân. Thế nhưng đêm này trong thành pháp trận cùng trong thành cư dân tương liên, một khi mạnh mẽ phá vỡ trận này nói, trong thành cư dân chỉ sợ sẽ thương vong vô số. Quảng dương chân nhân sắc mặt khó coi. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền tùy ý bọn họ đào tẩu? Vừa mới kia truyền tống pháp trận nhất định liền hướng về phía nơi nào đó. Xích tiêu giáo phó giáo chủ Điền Mông nói. Tuệ có thể đại sư sắc mặt đại biến, nói, chỉ sợ vừa rồi kia truyền tống pháp trận là liền tới rồi ta chùa vô tướng nội. Mà bên trong thành, càng ngày càng nhiều người thường bị trận pháp ảnh hưởng dị biến lên, chỉ sợ lại không ngăn lại, thực mau lôi âm thành liền phải hoàn toàn luân hãm. A Di Đà Phật, hiện giờ vẫn là trước cứu viện lôi âm bên trong thành cư dân vì trước, chỉ có thể tin tưởng chùa nội tuệ khó cùng tuệ tâm hai vị sư huynh. Tuệ Minh Thánh Tăng nói, đúng là như thế. Cứu người quan trọng. Tuệ phổ thánh tăng nói. Này đó ma giáo yêu nhân, thật sự đáng giận, thế nhưng lấy mãn thành bá tánh tánh mạng uy hiếp ta chờ. Quảng dương chân nhân nộ một trận lên. Những người khác tuy rằng mỗi người lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng chỉ có thể trước giải cứu trong thành dân chúng. Mà ở chùa vô tướng nội, xen lẫn trong trong đám người sao trời thánh điện đệ tử trong tay phù thạch phát ra ánh sáng, biết thời gian đã tới rồi, sôi nổi lấy ra trong tay phù thạch kích hoạt. Một đám phù thạch chủ động bay về phía trời cao phía trên, nhanh chóng hợp thành một cái thật lớn trận phát. Ở chùa vô tướng tăng nhân phản ứng lại đây phía trước, một cái màu lam thật lớn lốc xoáy xuất hiện ở không trung. Từng đạo lưu quan từ lốc xoáy trung phi hạ, phản phất từng viên thật lớn thiên thạch giống nhau, mang theo thiêu đốt thiên hỏa nện ở đại địa thượng. Ngọn lửa tan đi, hai ngàn nhiều yêu ma xuất hiện tại hạ phương, một đám toàn thân là huyết, giữ tận dị thường. Theo cuối cùng bảy đạo cường thịnh hơi thở giống như sao băng từ lốc xoáy trung ra, bảy cổ đại thừa kỳ hơi thở xuất hiện ở trời cao bên trong, đúng là sao trời thánh điện hai vị thánh sứ cùng yêu tộc năm vị yêu tôn chùa vô tướng con lừa trọc nhóm, ngươi ngưu gia gia tới. Ngưu tôn giả cuồng tiếu nói. Còn có ngươi heo gia gia. Còn không ra quỳ nghênh. Chu yêu tôn cũng cuồng tiếu nói. Mà rơi ở sơn môn nội yêu ma căn bản mặc kệ nhiều như vậy, hướng ngắm cảnh đám người sát đi. Ở hỗn loạn hạ, mấy chục đạo cường thịnh hơi thở, nháy mắt hướng chùa vô tướng nội bay đi. Tiến đến tham quan người kinh ngạc không thôi, hấp tấp nghênh chiến, nhưng bọn hắn tu vi tối cao bất quá kim đan, lại há là này đó từ đại chiến hạ tồn tại ma đạo cùng yêu tộc đối thủ. Yêu ma quỷ quái cũng dám tới ta chùa vô tướng dương oai. Lúc này ở đại hùng bảo điện tọa trấn tuệ khó thánh tăng phẫn nộ quát. Theo sau một con thật lớn Phật thủ hướng giữa không trung vài vị đại thừa kỳ chụp đi, hắn tắt theo sát sau đó, chủ động công hướng vài vị yêu tôn. A Di Đà Phật, chư vị tạo hạ như thế sát nghiệp, bần tăng hôm nay tha các ngươi không được. Tuệ tâm thánh tăng một bước bán ra, nhanh chóng xuất hiện ở sơn môn trước. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Thu Uyển Tình trong tay cầm một quyển kim sắc thư tịch, ở trên hư không trung vương một con tay ngọc, nhanh chóng viết một đám huyền diệu phù văn, một đám kim sắc phù văn quay chung quanh nàng xoay tròn. Ha ha, Huyền Nguyệt cung thu tiên tử, khi nào cùng con lừa trọc trụ một khối? Không bằng cùng ta lão ngưu như thế nào? Ngưu Yêu Tôn cười nói. Hừ, yêu ma quả nhiên chính là yêu ma, miệng chó không khạc được ngà voi. Lâm Thư Tuyết hừ lạnh một tiếng, một bước bước ra, vạt áo phiêu phiêu. Nhất kiếm chém ra. Hai cái con lừa trọc, hai cái tiên tử, ai, liền con lừa trọc đều có nương tử. Hai vị tiên tử, cùng ta lão heo cùng ngưu lão ca không hảo sao. Heo yêu tôn trưởng cười nói. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Chương 223, chùa vô tướng chuẩn bị ở sau. Ta sợ ngươi hôm nay không cơ hội đi trở về. Hét lớn một tiếng truyền đến, một cái cầm kim đao đại hán đột nhiên xuất hiện, một đao bổ tới, đao mang kinh người. Cũng may bên cạnh kim vượng một côn chém ra, bằng không heo yêu tôn liền khiên hạ này một đao, bất tử cũng lột da đúng là như thế, còn hảo tuệ tâm thánh tăng thần cơ diệu toán, bằng không thật đúng là bị ngươi này đó yêu ma chui lỗ hổng. Một cái trung niên văn sĩ, tay cầm một cái hình tròn la bàn chậm rãi kích thích, từng đạo sao trời chi lực từ bầu trời tạp lạc. Thiên đao môn cái lão quỷ cùng tinh bảo vệ cửa văn. Các ngươi cư nhiên cũng ở chùa vô tướng. Khi hùng yêu tôn ngạc nhiên nói. Vài vị yêu tôn cũng chưa nghĩ đến, chùa vô tướng cư nhiên còn để lại sáu vị đại thừa kỳ ở chùa nội. Bởi vì ở bọn họ trong tưởng tượng, chùa vô tướng sẽ dốc toàn bộ lực lượng chi viện lôi âm thành, rút cuộc lấy bọn họ nhân số, có thể đem bọn họ một lưới bắt hết. Mà chỉ đi 10 người, rõ ràng là không có khả năng đưa bọn họ 7 người lưu lại. Lúc ấy bọn họ còn cảm thấy chẳng lẽ là nhân thủ không đủ, không nghĩ tới bọn người kia cư nhiên như thế cẩn thận. Chùa vô tướng ngay lúc đó thật là chỉ tính toán để lại hai vị thánh tăng, nhưng ở tuệ tâm thánh tăng yêu cầu hạ, bốn người bị bắt lưu lại. Mà tuệ khó cũng tán đồng này cử, vì thế mọi người còn cảm thấy tuệ khó tuệ tâm hai vị thánh tăng quá mức cẩn thận sai thất cơ hội tốt bất quá chùa vô tướng nội tu vi cao thâm chân truyền đệ tử vẫn là bị tất cả mang đi dẫn tới chùa vô tướng trước mắt trung đoan lực lượng nghiêm trọng không đủ chùa vô tướng nội đỉnh cấp cao thủ nhất nhất dây dưa thượng sao trời thánh điện cao thủ tuy rằng lấy thiếu đánh nhiều nhưng hai vị thánh tăng ở chùa vô tướng chính là sân nhà chính là cùng bảy người đánh cái chẳng phân biệt trên dưới mà bộ phận sao trời thánh điện nguyên anh kỳ cập xuất thiếu kỳ cao thủ tắc thừa cơ dũng hướng bốn phương tám hướng nháy mắt phá vỡ chùa vô tướng nội cái trắng, bay đến chùa vô tướng dãy núi bên trong, như ngưu nhập hải giống nhau. Cấp thấp yêu ma thì tại chùa vô tướng sơn môn trước, muốn đại sát tứ phương, lại bị chùa vô tướng cùng cuộn không ngừng đệ tử dây dưa trụ. Trong lúc nhất thời lâm vào giằng co trong chiến đấu. Tuệ khó thánh tăng tay vừa lật, một mặt thật lớn gương xuất hiện ở trời cao phía trên, chiếu ứng tứ phương, củng cố chùa vô tướng hộ sơn đại trận. Hôm nay chùa vô tướng tiêu diệt yêu ma, tạm thời vô pháp phân thân chiêu đãi chư vị thí chủ còn thỉnh rời khỏi chùa vô tướng. Để tránh ngộ thương. Một nén nhang sau, như cũ lưu tại chùa vô tướng nội, đừng trách ta chùa vô tướng ngộ thương rồi. Tuệ khó thánh tăng giờ phút này giống như nộ một kim cương giống nhau, hét lớn một tiếng. Nghe vậy, chẳng sợ tâm tư lung lay, cũng không dám xúc chùa vô tướng rủi ro, sôi nổi rời khỏi chùa vô tướng. Những cái đó yêu ma tưởng ngăn trở, nhưng bị chùa vô tướng đệ tử dây dưa trụ. Mắt thấy đại bộ phận tu sĩ vẫn là nghe khuyên rời khỏi chùa vô tướng, Vệ khó thánh tăng lại đối môn hạ đệ tử hạ lệnh, làm tu vi cao thâm các đệ tử tiến vào dãy núi trung, bao vây tiểu trừ xâm nhập trong chùa quần ma. Mà xâm nhập trong chùa sao trời thánh điện cao thủ, bọn họ ba lượng thành đàn sấm đến từng tòa trấn yêu tháp trước, trực tiếp xuống tay đem gặp được trấn yêu tháp phá hủy. Chùa vô tướng bởi vì trấn yêu tháp đông đảo, thủ vệ lực lượng cũng không cường đại, thực mau đã bị bọn họ công phá, đem từng tòa trấn yêu tháp nội yêu ma phóng ra. Bất quá này đó chỉ là mặt ngoài yêu ma chân chính trấn áp ở phía dưới lợi hại yêu ma vẫn cứ ở phong ấn bên trong. Bọn họ cũng mặc kệ, chỉ là đem trong tháp yêu ma thả ra, liền tiếp tục đến tiếp theo chỗ trấn yêu tháp chế tạo rối loạn. Những cái đó thả ra yêu ma tuy rằng nguyên khí đại thương, nhưng còn bảo tồn thập phần một vài bản lĩnh. Có thể bị trấn áp đến chùa vô tướng yêu ma thực lực lại sao lại nhược. Đều là xuất khiếu thậm chí hợp thể kỳ yêu ma. Bọn họ ra tới lúc sau tuy rằng huyết khí nghiêm trọng hao tổn, nhưng sao trời thánh điện cao thủ đưa bọn họ giải cứu ra tới lúc sau, sẽ lưu lại một ít bổ sung huyết khí đang dược. Có đang dược viện trợ, này đó yêu ma thực mau liền khôi phục bộ phận thực lực. Bởi vì đối chùa vô tướng vẫn hận, hơn nữa thấy chùa vô tướng rối loạn, nghĩ lầm chùa vô tướng đã bị công phá. Này đó yêu ma đi theo sau trời thánh điện cùng yêu tộc lúc sau, ở trong núi tiếp tục phá hư lên. Trong lúc nhất thời cùng quả cầu tuyết giống nhau, đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh, một đường đốt giết đoạt lấy lên. Rất có ngôi sao chi hỏa, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Nghe được sơn môn trước đại rung chuyển, Tiêu giật phong bọn người biết tình huống đã đã xảy ra biến hóa, xem ra hiện giờ sao trời thánh điện đã động khởi tay tới. Thực mau từng đạo lưu quan liền từ nơi xa bay tới, nhanh chóng bay đến lưu sườn núi sơn chỗ. Đang muốn hủy diệt trong núi trấn yêu tháp khi, lại bị từ trong núi đột nhiên toát ra trận pháp cấp vây khốn, mà trong núi bay ra tới đông đảo chùa vô tướng đệ tử, đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Chùa vô tướng thế nhưng sớm đã ở chỗ này để lại đông đảo cao thủ, khi dẫn đầu tăng nhân hừ lạnh một tiếng, bần tăng chờ ngươi lâu ngày, các ngươi này bày yêu ma quả nhiên mục tiêu là nơi này một chúng sao trời thánh điện yêu ma không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn có mai phục, trong khoảng thời gian ngắn vô ý bị trận pháp vây khốn. Muốn chạy cũng không có cơ hội chạy ra đi. Trước cuộc này lưu sóng sơn chính là bọn họ chân chính mục đích chi nhất, hơn nữa vì giấu người tai mắt, càng là một đường vòng quanh đi ngang qua tới. Như thế nào liền sớm có người mai phục tại này, chẳng lẽ tin tức tiết lộ. Mà nơi xa quan kháng đến đây mặt mọi người, trên mặt sôi nổi biểu hiện ra ngạc nhiên chi sắc, cho nhau hồ nghi mà nhìn chăm chăm. Tiêu giật phong cũng vẻ mặt hoài nghi mà nhìn những người khác, trong lòng lại sớm đã nhạt nở hoa. Xem ra Tuệ Tâm Thánh Tăng vẫn là tin chính mình, sớm đã ở chỗ này bày ra mai phục, nghĩ đến mặt khác một chỗ hẳn là cũng là như thế. Mắt thấy bên này phá hư nhiệm vụ bất lợi, còn lâm vào vây quanh trung, địa phương khác yêu tộc cũng tiến đến trợ giúp. Hai bên ở Lưu Sóng Sơn đánh lên, tình hình chiến đấu thập phần giằng co. Thấy như vậy một màn, Lâm Tiêu thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, cư nhiên còn lại đây chui đầu vô lưới. Hắn nhanh chóng quyết định nói, hiện giờ tình huống đối chúng ta bất lợi, lại kéo dài đi xuống chỉ sợ sẽ chẳng làm nên trò trống gì, chúng ta đến tiếp theo chỗ. Không bằng chúng ta tại đây đãi một lát. Không chuẩn chờ một chút bọn họ liền bị thua đâu. Tiêu giật phong tưởng kéo dài thời gian. Lâm tiêu lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, nơi này một chút một lát phân không ra thắng bại, chúng ta càng không thể ở trước mắt bao người xâm nhập đến trấn yêu tháp trong vòng, chạy nhanh đi, không cần do dự. Hắn dứt lời liền đi đầu xoay người nhanh chóng ở trong rừng rậm xuyên qua, đi xuống một cái mục đích địa bay đi. Còn lại người thấy thế sôi nổi đuổi kịp tiêu giật phong bất đắc dĩ xem ra chính mình là không có biện pháp kéo dài bọn họ hắn đành phải đi theo bọn họ tiếp tục xuống phía dưới vừa đứng bay đi rốt cuộc đều là các phái chân chính tinh anh không cái nào là thật sự choáng váng bất quá đời trước cũng không có nghe nói trừ bỏ vương mặt trỗ cùng lệ phi vũ bên ngoài còn có mặt khác lợi hại yêu ma bị thả ra tiếp theo trạm trấn yêu tháp nội yêu ma liền tính thả ra hẳn là cũng không cái gì trở ngại thực mau mấy người liền đi tới mặt khác một chỗ mục đích địa nơi này bởi vì tiêu giật phong cũng là sau lại mới biết được cho nên chùa vô tướng không có nhiều hơn bố phòng. Này tòa trấn yêu tháp sớm bị hủy hoại, yêu ma hoành hành, nguyên lai trấn yêu tháp chỗ chỉ để lại một mảnh đoạn bích tàn viên. Nguyên lai tăng nhân hoặc chết hoặc đuổi theo ra đi giết địch, cũng không có người lưu tại nơi này. Mười người đi vào vỡ vụn nền chỗ, thi triển phản ngũ hành trận pháp năm người trong miệng lẩm bẩm, trong tay kết ra một đám dấu tay, sôi nổi thi triển khởi huyền mà lại huyền pháp thuật. Đây đúng là đem yêu ma đưa vào đến trấn yêu tháp nội pháp quyết, cũng không biết sao trời thánh điện từ đâu được đến chỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Chương 224, Diệp Thần, ngươi sợ nửa ta, ta cùng ngươi không để yên. Năm người thế nhưng phá lệ mà thuận lợi, pháp quyết thi triển sau, một cái sâu kính cửa động nháy mắt mở ra, lộ ra cắn nuốt hết thảy hơi thở. Lâm tiêu mấy người liếc nhau, cùng bên ngoài người ta nói nói, các ngươi trước ẩn nấp lên, canh ba chung sau mặc kệ thành bại, lập tức mở ra phản ngũ hành đại trận. Yên tâm. Bên ngoài mấy người gật gật đầu. Vậy làm phiền vài vị. Lâm tiêu thiếu eo, trong tay quạt xếp lại vừa chuyển, làm mấy người một hoảng thần. Bên cạnh Ninh Thải khẽ quát một tiếng, chấn. Phản ngũ hành đại trận năm người đầu không còn, mà này trong nháy mắt, mặt thủy giao trên người trảm nguyệt đã đặt tại năm người trên cổ. Các ngươi đây là ý gì? Muốn tạo phản không thành. Phản ngũ hành đại trận mấy người quát hỏi nói. Ta chỉ nghĩ bảo đảm ta chờ an toàn thôi. Lâm tiêu cười cười, phủi tay bắn ra vài đạo màu đen đang dược bay vào mấy người trong miệng. Đây là ta sư tôn mười độc tán, không có ta phối phương trình tự, chẳng sợ ta sư tôn cũng không nắm chắc cởi bỏ. Chư vị còn xin đừng ở chúng ta ra tới phía trước rời đi, nếu không liền cùng tại hạ chôn cùng đi. Lâm Tiêu cười nói. Ngươi! Khi mấy người khí cực, lại vẫn là không thể không bóp mũi nhận hạ. Lâm Huynh hảo thủ đoạn. Tiêu giật phong cười nói. Rồi sau đó có khắc thâm ý nhìn mặt thủy giao cùng ninh thải liếc mắt một cái, này ba người hẳn là sớm đã kết minh, lại không biết là khi nào kết minh, chính mình đến nhiều đề phòng bọn họ mới được. Vừa định ở đây, kết quả mặt thủy giao tay vung một đạo xích nháy mắt cột vào trong tay hắn đem tiêu giật phong năm người liền ở một khối làm vốn dĩ tưởng lừa bọn họ đi xuống chính mình không đi vào tiêu giật phong sửng sốt muốn hay không như vậy cẩn thận quả nhiên mấy người này không một cái ngốc tử mặt tiên tử đây là ý gì tiêu giật phong ra vẻ nghi hoặc nói đây là khóa tâm liên vì chúng ta chân thành hợp tác diệp huynh chớ trách mặt thủy giao cười nói thấy những người khác đều không ý kiến bộ dáng tiêu giật phong cũng chỉ hảo buông tay tỏ vẻ chính mình không cũng ý kiến. Đi thôi. Lâm tiêu một xả dây thừng, mấy người đồng thời nhảy vào kia sâu kín cửa động nội, nháy mắt hoàn toàn đi vào đến trận nội. Tiêu giật phong cảm giác chính mình giống bị ném xuống động không đáy giống nhau, không ngừng đi xuống lạc, hơn nửa ngày không có đến cùng. Mà bốn phía nghe không được bất luận cái gì thanh âm, chỉ có yên tĩnh, liền bên cạnh người tiếng hít thở đều nghe không được. Này thông đạo cũng không biết bao sâu, mấy người qua một hồi lâu mới rơi xuống đế. Tiêu giật phong rốt cuộc mấy người tiến vào tới rồi trong truyền thuyết chỉ có thể vào không thể ra trấn yêu tháp trong vòng. Mấy người tuy rằng kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng nơi này liền độ kiếp cảnh đều không thể chạy đi, không khỏi có chút khẩn trương. Mà cái đáy tắt vô cùng hắc ám, duỗi tay không thấy năm ngón tay, mấy người phản phất mù giống nhau, ngũ cảm ở chỗ này tự hồ đều bị phong bế. Lâm tiêu nhịn không được lấy ra trong túi trữ vật dạ Minh Châu, nhưng là ở chỗ này phản phất ánh sáng cũng bị hấp thu giống nhau. Dạ Minh Châu lấy ra tới sau, chỉ là tản mát ra mỏng manh quang mang liền hắn tay đều không thể chiếu sáng lên tiêu giật phong cuối cùng minh bạch vì sao nơi này là có thể tiến không thể ra bởi vì bất luận cái gì năng lượng ở chỗ này đều sẽ bị này chỗ không gian cấp hút đi chính mình đám người nếu là ở chỗ này lại trì hoãn trong chốc lát chỉ sợ không dùng được bao lâu liền phải bị hút khô tịnh trong cơ thể linh lực hắn vội vàng khóa trụ trong cơ thể linh lực giảm bớt xói mòn đại gia cẩn thận nơi này quỷ dị lâm tiêu mở miệng nói thanh âm ở chỗ này truyền ra đi một chút không thấy tiếng vang có người sao bị nhốt ở nơi này tiền bối. Tiêu giật phong đột nhiên hô, nhưng không ai hồi phục. Chẳng lẽ thời đại lâu lắm, đều đã mất đi. Ninh Thải nghi hoặc nói. Chúng ta đi trước đi xem đi. Mặt Thủy Giao nói. Đi theo ta Dạ Minh Châu đi. Lâm Tiêu hướng Dạ Minh Châu trung rót vào linh lực, Dạ Minh Châu gian nan mà phát ra mỏng manh quang mang chiếu sáng lên trước người. Mấy người gắt gao đi theo kia ánh sáng đi, bốn phía như củ đen nhánh một mảnh. Bởi vì mấy người đều bị mặt thủy giao khóa tâm liên hợp với, đảo cũng không cần lo lắng đi lạc. Từng bước một đi ở nơi này duỗi tay không thấy năm ngón tay, mấy người chỉ có thể nghe được bên cạnh người tiếng bước chân, mà nơi này cũng tựa đi không đến cuối giống nhau. Đột nhiên phía trước bích thủy tâm mắng to một tiếng, dịp thần ngươi cái dâm tạch. Ngươi sờ nửa ta mông, ta cùng ngươi không để yên. Tiêu giật phong sửng sốt một chút, vô tội mà nói, thủy tâm sư muội, ngươi oan uổng ta, ta nhưng không có động thủ động cước, không chuẩn là ninh thải cùng lâm tiêu hai người động tay chân đâu. Ta hai tay đều tại đây, không tin ngươi sờ sờ nói hắn hai tay hướng phía trước duỗi đi, kết quả đụng phải hai nơi mềm mại, tiếp theo đột nhiên một trận gió thanh hô tới, hắn vội vàng đem đầu co rụt lại. Mặt thủy giao lạnh lùng nói, diệp thần ngươi hướng nào sờ đâu. Ngươi không muốn chết nói cho ta thành thật điểm. Tiêu giật phong cười khổ liên tục, hắn này cũng thật không phải cố ý. Hắn vội vàng cười làm lành nói, mặt tiên tử, ta thật không phải cố ý. Bích thủy tâm đột nhiên run run rẩy rẩy nói, đó là ai đang sờ ta. Nàng vội vàng nhất kiếm sau này chém tới, lại chém cái không, cái tay kia nháy mắt biến mất. Tiêu Dật Phong giơ tay vứt ra một đạo ngọn lửa phù, ở không trung tạc vỡ ra tới, chói mắt ánh lửa đem chung quanh chiếu sáng một cái chớp mắt. Mấy người giờ phút này ở vào một chỗ mở mang hoang giả thượng, bốn phía không có bất cứ thứ gì, trống rỗng một mảnh. Lâm Tiêu đứng ở đằng trước, Bích Thủy Tâm cùng Ninh Thải đi ở hắn phía sau. Tiêu giật Phong cùng Mặc Thủy Giao đi ở mặt sau cùng. Kia hỏa cầu thực mau bị hút đi sở hữu năng lượng, chung quanh lại ảm đạm xuống dưới. Thấy bốn phía không có bất cứ thứ gì, Tiêu Dật Phong lại cách khá xa, Bích Thủy Tâm không khỏi nhìn về phía mặt khác Lâm Tiêu hai người, thở phì phì nói, không nghĩ tới các ngươi hai cái là loại người này. Lâm Tiêu cùng Ninh Thải hai người có khổ nói không nên lời, sôi nổi tỏ vẻ không phải chính mình làm. Bích Thủy Tâm chỉ là hừ lạnh một tiếng. Nhưng vào lúc này, Tiêu Dật Phong cảm giác đồ vật hướng chính mình bả vai chụp tới, hắn nháy mắt tay quỷ dị sau này một trảo, lại bắt cái không, nhưng sờ đến điểm lông xù xù đồ vật. Hắn trầm giọng nói, đại gia cẩn thận, trong bóng đêm có cái gì? Tốc độ cực nhanh. Mấy người nghe vậy lăng nhiên, vội vàng tiếp đón ra bản thân pháp bảo, nhưng mà pháp bảo ở chỗ này mới vừa một triệu hồi ra tới, bọn họ trong cơ thể linh lực liền giống như tiếp đập chứa nước giống nhau, xông xao lưu đi. Hắc hắc, tiểu tử đảo thực nhạy bén. Này đó con lừa trọc cư nhiên đưa vào tới các ngươi mấy tiểu bối. Cũng không biết nghĩ như thế nào, bất quá nhưng thật ra có người tống cổ thời gian. Trong bóng đêm truyền đến tiêm tế thanh âm. Lâm tiêu nghe vậy lớn tiếng nói, tiền bối, ta chờ là phụng mệnh tiến đến giải cứu ngươi, cũng không ác ý, còn thỉnh tiền bối hiện thân một tự, ta chờ trợ tiền bối thoát vây đi ra ngoài. Tiểu Hoa Nhi thật lớn khẩu khí, tiến vào đến này trấn yêu tháp trong vòng còn nghĩ ra đi. Vẫn là thành thành thật thật lưu lại bồi im đi. Hai cô nàng nhưng thật ra không tồi. Thanh âm kia cười nói. Bích Thủy Giao trầm giọng nói, tiền bối, thỉnh tin tưởng chúng ta, chúng ta là tự nguyện tiến vào này trấn yêu tháp nội giải cứu các ngươi. Nếu thật vô pháp đi ra ngoài, dù sao chúng ta cũng trốn không thoát tiền bối lòng bàn tay, cần gì phải nóng lòng nhất thời đúng là như thế. Tiền bối bị nhốt nhiều năm, chẳng lẽ liền thử một lần dũng khí cũng chưa sao? Tiêu giật phong trào phúng mà cười nói. Nga, các ngươi thực sự có biện pháp có thể thoát vây đi ra ngoài. Nói đến nghe một chút. Trong bóng đêm người hỏi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Chương 225, yêu ma thoát vây vạn không Phật quốc đại trận. Lâm tiêu đám người vội vàng đem chính mình đám người sở có được chính phản ngũ hành đại trận, còn có lần này sao trời thánh điện nghĩ cách cứu viện kế hoạch nói một lần trong bóng đêm người nọ đột nhiên xuất hiện, liền đứng ở bọn họ cách đó không xa, mượn dùng dạ minh châu ánh sáng, mấy người nhìn đến đó là một con khô gầy lão hầu tử. Nó nhìn qua nhỏ gầy, cùng bình thường con khỉ không có gì hai dạng, gầy trơ cả xương, lông tóc ảm đạm bóc ra, chỉ có hai con mắt sáng người có thần. Hắn nghe răng trợn mắt, vẻ mặt gấp gáp bộ dáng, vội vàng nói, vậy các ngươi còn không chạy nhanh mở ra kia ngũ hành đại trận. Giúp im thoát vây. Bị trấn áp tại đây đáng chết trong tháp mặt 500 năm sau, bản tôn đều sắp điên rồi tiền bối đừng vội, ta chờ đang chuẩn bị mở ra này đại trận, chỉ đợi chúng ta bên ngoài đồng bạn đem phản ngũ hành đại trận kích hoạt, chúng ta liền sẽ trợ tiền bối thoát vây, này tháp nội cũng chỉ có tiền bối một người sao. Lâm Tiêu hỏi. Đương nhiên không ngừng, bất quá những người khác đều bị ngao đã chết, hoặc là bị im lộng chết, hiện giờ cũng chỉ có một mình ta. Khi con khỉ nhếch miệng cười nói. Không biết tiền bối như thế nào xưng hô. Cùng kia yêu tộc kim vượng tiền bối nhưng có cái gì sâu xa. Tiêu giật không tò mò hỏi. Im kêu lôi công minh các ngươi nói kim vượng có phải hay không một cái kim mau kim nhãn viên hầu hắn là ta chất nhi xem ra các ngươi quả nhiên là từ bên ngoài tiến vào cứu viện lôi công minh biết còn thật có khả năng đi ra ngoài ở nơi đó đứng ngồi không yên vào đầu bứt tai thời gian trôi đi thực mau liền tới rồi ước định thời gian mấy người liên thủ thúc giục trong tay trận bàn dưới chân đi ra ngũ hành tương sinh trình tự một chân đạp hạ bọn họ dưới chân trận pháp nối thành một mảnh các ngươi dùng chính là cái gì phương pháp tự nhiên có thể thuấn phát phát trận lôi công minh ánh mắt sáng lên hỏi lâm tiêu phân tâm cho hắn giải thích một chút nguyên lai like bọn họ dùng đúng là tiêu giật phong phía trước đang hỏi thiên tông sở truyền lưu đi ra ngoài dấu vết pháp trận phương pháp bọn họ đem pháp trận dấu vết ở trên đùi một chân đạp hạ có thể kích hoạt trận pháp lấy bọn họ thần thức duy trì loại này thủ đoạn đối bọn họ phi thường đơn giản mấy năm nay loại này nhanh chóng thốn phát trận pháp phương pháp sớm đã truyền khắp tu chân giới cũng dẫn tới tiêu giật phong danh khí càng lúc càng lớn năm khối trận bàn một lần nữa ngưng tụ ở một khối nhanh chóng bay về phía giữa không trung, từng đạo lam sâu kính quang mang từ trận bàn trung phát ra, sau đó lẫn nhau bệnh hình thành một cái thật lớn màu lam lốc xoáy. Lôi công minh vui mừng quá đổi, lập tức hướng lốc xoáy bên trong bay đi, mấy người thấy thế vội vàng theo sát sau đó, hoàn toàn đi vào đến lốc xoáy bên trong. Theo một trận trời đất quay cùng, mấy người chỉ chốc lát sau liền từ lốc xoáy trung bay ra, cũng đã tới rồi ngoại giới, quen thuộc thiên địa, làm mấy người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lôi công minh nhìn đến bên ngoài tư sống thế giới, khóc lóc thảm thiết lên. Nó quỳ trên mặt đất, kích động hôn môi dưới chân đại địa, hô lớn. Im rốt cuộc ra tới, mấy trăm năm, này mấy trăm năm im quá đều là chút ngày mấy a, à, mà nay rốt cuộc ra tới. Gặp qua tiền bối. Phản ngũ hành đại trận mấy người vội vàng hành lễ nói. Lôi công minh xoay người xem mấy người, trong mắt bạo ngược thần sắc chợt lóe mà qua, mấy người trong lòng phát lạnh, chỉ cảm thấy lông tơ chót vót. Tiêu giật phong ngầm hiểu vội vàng nói, chúc mừng tiền bối thoát vây, ta chờ còn cần đi cứu một vị tiền bối ta sao trời thánh điện chuẩn bị chút đan dược hy vọng có thể giúp tiền bối khôi phục hắn vội vàng lấy ra một cái túi trữ vật cung cung kính kính để đi lên lôi công minh lấy quá đan dược toàn bộ ngã vào trong miệng hơi thở nhanh chóng khôi phục lên hắn nhếch miệng cười nói người này tiểu bối đảo còn có chút ánh mắt cũng thế im cũng không phải cái loại này lấy oán trả ơn người các ngươi về sau có việc đến tử mang sơn tìm ta mười người lúc này mới yên lòng cũng không biết này yêu vật rốt cuộc ra sao tu vi chỉ nhìn chính mình đám người liếc mắt một cái khiến cho bọn họ cảm giác lông tơ chót vót. Khi bạo ngược kim sắc đôi mắt, làm người nhìn liền khó có thể quên, này yêu vật nghĩ đến hẳn là không phải cái gì người lương thiện. Lại thấy lôi công minh đầy mặt bạo ngược, nhìn về phía trời cao phía trên, há mồm cắn nuốt trong thiên địa linh khí, khiến cho linh khí lốc xoáy. Nó gầm lên một tiếng, chủ vô tướng con lừa trọc nhóm, im lôi công minh cùng các ngươi không đội trời chung, xem im đem các ngươi tất cả sát tuyệt. Nó bay lên trời, khí thế kinh thiên, hóa thành một con vài chục trượng hắc mau con kỹ, tùy tay một quyền tạp đoạn một tòa núi cao, cầm trong tay đương vũ khí dùng sức ném đi ra ngoài. Lôi công minh phát ra hơi thở đã kinh động trong chùa tăng nhân, có người hô lớn, không tốt, trấn yêu tháp nội yêu ma đã thoát vây, tốc tới cùng ta hàng yêu trừ ma. Từng đạo động quan hướng về bên này bay tới, càng ngày càng nhiều tăng nhân bay về phía nơi này. Ở sơn môn chỗ tuệ khó cùng tuệ tâm không nghĩ tới bọn họ cư nhiên thực sự có phương pháp phá vỡ trấn yêu tháp phong ấn, trong lúc nhất thời không khỏi nóng vội lên. Tuệ khó thánh tăng hét lớn một tiếng, trong tay gương sáng cao quải không trung phía trên, rồi sau đó nhanh chóng mở rộng lên. Không bao lâu, cũng đã bao trùm trụ toàn bộ chùa vô tướng, che trời. Gương chiếu rọi tứ phương, tiêu giật phong đám người trên người đột nhiên tản mát ra từng đạo đen nhánh ma khí, phóng lên cao. Nơi xa cũng có mấy đạo ma khí phiêu hướng cao thiên phía trên, càng có vô số yêu khí quấn quanh hướng bầu trời dâng lên. Căn cứ mọi người trong cơ thể công pháp vận chuyển, phát ra ma khí cùng yêu khí phẩm chất cũng không giống nhau. Mọi người không chỗ che giấu, trong lúc nhất thời hoảng sợ vô cùng các đệ tử liên thủ hàng yêu trừ ma kết muôn vàng phật quốc đại trận tuệ khó thánh tăng thanh âm truyền khắp toàn bộ chùa vô tướng trong nháy mắt toàn bộ chùa vô tướng nơi nơi đều là tụng niệm kinh văn thanh âm từng đạo niệm lực hướng bầu trời gương bay đi kính mặt đột nhiên kim quang đại phóng chiếu xạ ở toàn bộ chùa vô tướng đem sở hữu nhuộm thành một mảnh kim hoàng sắc phản phất trong truyền thuyết phật quốc buông xuống giống nhau trong chùa tăng nhân được đến thêm vào hơi thở nối thành một mảnh mà tiêu giật phong đám người chỉ cảm thấy cả người khó chịu trên bầu trời một đạo thuần túy vật quan tạp lạc mấy chục đạo kim quan hướng bọn họ bay tới lâm tiêu hô to một tiếng chạy mau tiếp theo cái địa phương hội hợp tiêu giật phong đám người hoảng không chọn lộ mà hoàn toàn đi vào núi rừng bên trong tai vạ đến nơi từng người phi tán thành mười tới cổ mà sau lưng còn lại là theo đuổi không bỏ chư vị cao tăng tiêu giật phong giờ phút này cũng bất chấp che giấu chính mình tu vi công hóa thành một đạo lưu quan nháy mắt cực nhanh ở chùa vô tướng nội vạn nhất bị chùa vô tướng bắt lấy không chuẩn muốn ở chỗ này thanh đăng cổ Phật vượt qua quãng đời còn lại, đến lúc đó thật đúng là muốn sống không được muốn chết không xong, vừa lúc nhân cơ hội này thoát khỏi này mấy người. Phía sau đều là vô cùng vô tận truy binh. Tiêu giật phong vô tình cùng chùa vô tướng là địch, cũng không có đối bọn họ ra tay tàn nhẫn, chỉ là đem nên diện đã đến đệ tử cấp đánh ngất xỉu đi, liền nhanh chóng rời đi. Mà lôi công minh giờ phút này hơi thở kinh người, ở Phật quan chiếu rọi xuống, yêu khí quay cùng, mà chùa vô tướng có động hư cảnh lão tăng bay ra, ở giữa không trung cùng hắn động khởi tay tới lão tăng ở Phật quan chiếu rọi xuống, sinh long hoạt hổ, mà lôi công minh bởi vì vừa mới thoát vây, thực lực 10 không còn một, lại bị Phật quan áp chế, giờ phút này ở vào hoàn cảnh xấu dưới. Hắn trống giận liên tục lại không thể nề hà, chỉ có thể bị động bị đánh, theo chùa vô tướng trút xuống ở lão tăng trên người lực lượng càng ngày càng cường, lão tăng hơi thở cư nhiên vô hạn tiếp cận đại thừa kỳ. Xem ra lôi công minh lại bị trấn áp chỉ là vấn đề thời gian. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Chương 226, Hổ Yêu hai người đánh đến khí thế ngất trời, mà một cái khác phương hướng đột nhiên, một tiếng thật lớn hổ gầm truyền đến. Chỉ thấy một đầu gầy trơ cả xương bạch hổ ở dãy núi bên trong đứng thẳng lên, nó chân thân vô cùng thật lớn, ước chừng có 20 trượng chi cao. Tuy rằng gầy trơ cả xương, lại vô cùng uy nghiêm, nó rít gào một tiếng, vô số cuồng phong từ nó trên người xoay tròn đi ra ngoài, đem vô số cây cối nhổ tận gốc. Mà chùa vô tướng tắc có mấy chục cái tăng nhân bày ra trận pháp, đem nó vây ở tại chỗ, lợi dụng trận pháp chi uy trấn áp nó. Tiêu giật phong ngầm hiểu, là một cái khác phương hướng yêu nghiệt cũng bị phóng ra. Quả nhiên lưu sóng sơn thứ bậc một đám trấn yêu tháp cứu vớt chính là vương mặt rỗ cùng lệ phi vũ. Mà nhóm thứ hai trấn yêu tháp cứu vớt còn lại là yêu tộc cao thủ, bởi vì chính mình làm phá hư, chùa vô tướng tăng mạnh trong giữ hai tòa trấn yêu tháp lực lượng. Hiện giờ đem yêu tộc cao thủ thả ra, nhưng sao trời thánh điện cao thủ còn không có một cái bị thả ra. Trước mắt tới xem là sao trời thánh điện ăn cái lỗ nặng. Mặt sau cùng kia một đám trấn yêu tháp, cũng không biết là như thế nào an bài, phỏng chừng có một tòa là yêu tộc, một tòa là sao trời thánh điện. Ở trên trời gương sáng chiếu rọi hạ, hai chi tiểu đội đồng loạt bại lộ ở chùa vô tướng đáy mắt dưới, bị chùa vô tướng chúng tăng đuổi giết. Tiêu Dật Phong nhanh chóng chạy trốn, thực mau Tiêu Dật Phong thấy một khắc nói mang theo màu xanh lục yêu khí lưu quang dừng ở chính mình phía trước không xa chỗ. Hắn phi gần vừa thấy, lại là trong đó một cái yêu tộc nguyên anh kỳ heo yêu, trọng thương dưới bất đắc dĩ hướng phía chính mình chạy trốn. Nhìn thấy Tiêu Dật Phong, hắn hô lớn, đạo hữu, mau mang ta rời đi, mặt sau có truy binh hảo tiêu giật phong đi phía trước một bước đi vào hắn bên cạnh dùng ra cực độ thâm hàng rồi sau đó lấy ra trạm tiên kiếm trực tiếp nhất kiếm chém ra trạm tiên tự mang theo đoạt phách khả năng cùng tiêu giật phong cực độ thâm hàng đem hắn kinh sợ một cái chớp mắt không kịp phản ứng bị nhất kiếm chém xuống đầu khi heo yêu nguyên anh từ trong cơ thể bay ra đang muốn bỏ chạy lại bị tiêu giật phong ôm đồn ở trong tay hắn cười lạnh nói ngươi dừng ở những người khác trước mặt có lẽ còn có một cái mệnh dừng ở trong tay ta chỉ sợ cũng không may mắn như vậy nói liền đem này nguyên anh thu vào đến luân hồi tiên phủ bên trong đem hắn thi thể thượng túi trữ vật trích đi rồi nhanh chóng rời đi rồi sau đó phương đuổi theo chùa vô tướng đệ tử rơi xuống trên mặt đất thấy kia heo yêu thi thể dẫn đầu đệ tử khinh thường nói a di đà phật này đó ma giáo yêu nhân thật đúng là tàn nhẫn thích giết chóc liền chính mình đồng bạn đều không buông tha rồi sau đó mang theo chúng đệ tử hướng tiêu giật phong tiếp tục đuổi theo tiêu giật phong thoát khỏi truy binh lúc sau một đường chỉ cần gặp được lạc đơn yêu tộc cùng sao trời thánh địa người chỉ cần thực lực cùng hắn không sai biệt mấy liền sẽ không chút do dự ra tay đem này chém giết. Rốt cuộc những người này cùng yêu đều bị trên tay lây dính vô số người mệnh, chết không đáng tiếc, huống chi không thể làm cho bọn họ lại tiếp tục thả ra chùa vô tướng yêu ma. Đang lúc hắn chạy vội thời điểm, nơi xa một tiếng hổ gầm truyền đến, phía trước một cổ bàn bạc yêu khí lôi cuốn cùng phong hướng tiêu giật phong phương hướng bay tới. Lại là kia trọng thương bạch hổ yêu tộc, hắn giờ phút này hiện ra chân thân, rút nhỏ vô số lần, cũng có một người chi cao, nó ở trên trời bay nhanh chạy vội nó bên cạnh còn đi theo hai cái sao trời thánh điện mặt khác một chi tiểu đội đội viên. Bọn họ bị này thật lớn hổ yêu lôi cuốn ở cùng phong trung cùng nhau chạy trốn. Mặt sau đi theo chùa vô tướng thượng trăm nói lưu quan, đuổi sát mà đến, xem đến tiêu giật phong gia đầu tê dại. Hắn nghĩ nhiều kêu một tiếng, ngươi không cần lại đây a. À. Nhưng rõ ràng đã vì khi đã muộn. Khi gió yêu ma dừng ở tiêu giật phong phía trước, hổ yêu lớn tiếng nói, tiểu bối, còn không chạy nhanh đuổi kịp, tất cả đều là chùa vô tướng truy binh. Tiêu giật phong trong lòng thầm mắng, còn không phải ngươi mang lại đây. Ngoài miệng lại không thể không nói nói, còn thỉnh tiền bối tiện thể mang theo đoạn đường. Khi hổ yêu hổ trảo một vớt, tiêu giật phong bị cùng phong lôi cuốn, hổ yêu mang theo hắn tiếp tục liều mạng trốn chạy. Tiền bối hiện giờ thực lực khôi phục đến như thế nào? Tiêu giật phong hỏi. Khi bạch hổ nghe vậy quay đầu lại nhìn hắn một cái nói, hiện giờ ta thực lực mười không còn một, chỉ sợ động hư kỳ cũng có thể dễ dàng chém giết ta, toàn bằng ta này một thân rắn chắc yêu thân, bằng không sớm đã ngã xuống. Thấy nó một bộ anh hùng mặc lộ bộ dáng, tiêu giật phong tâm tư lung lay lên, nói. Ta có một chỗ tùy thân động phủ có thể ẩn nấp hơi thở, tiền bối nếu tin được ta, không ngại đem dùng châm huyết bí thuật trốn thượng một khoảng cách sau, nhập ta trong động phủ trốn thượng một trốn. Tiêu giật phong duỗi tay một hoa, lộ ra tới vài phần luân hồi tiên phủ hơi thở. Khi hổ yêu trong mắt càng hiện lên một tia tham lam ánh mắt, nói, không nghĩ tới cư nhiên là tùy thân tiên phủ, người này tiểu bối nhưng thật ra hảo khí vận. Hảo, chờ bổn tọa chạy đi, nhất định hảo hảo hồi báo ngươi. Nó rít gào một tiếng, phun ra số lượng không nhiều lắm tinh huyết cả người lông tóc trở nên đỏ tươi vô cùng trong phút chốc biến thành một con huyết hổ tốc độ bạo trướng đồng thời chia ra làm nhiều hướng chùa vô tướng bất đồng phương hướng bay đi mà hắn chân thân xen lẫn trong trong đó lặng yên kéo ra khoảng cách dừng ở một chỗ ít người dãy núi trung tiêu dật phong không có vô nghĩa tay một hoa một đạo màu lam lốc xoáy xuất hiện ở mấy người trong mắt hổ yêu mang theo hai cái sao trời thánh điện đệ tử hóa thành một đạo lưu quan hoàn toàn đi vào đến tiên phủ bên trong tiêu giật phong theo sát sau đó trở tay đem tiên phủ đại môn cấp đóng cửa, bay vào đến luân hồi tiên phủ trong vòng. Hổ yêu vào tiên phủ sau, khắp nơi kia vài đạo chạy trốn huyết sắc hư ảnh cũng chậm rãi bắt đầu biến mất. Hổ yêu hơi thở cùng tiêu giật phong đám người đồng thời biến mất, làm chùa vô tướng chúng tăng biến tìm không được. Mà kế hoạch này hết thảy lâm thanh niên giờ phút này chính đi ở chùa vô tướng sau núi trong vòng. Hai gã tuổi già sức yếu tăng nhân, tản ra hồn hậu vô tướng tâm kinh hơi thở, vì bọn họ che lấp hơi thở. Ai cũng không nghĩ tới, lâm thanh niên thế nhưng lặng yên không một tiếng động mà dẫn dắt một đám người đi tới chùa vô tướng bụng trong vòng nàng sớm liền từ lôi âm trong thành chạy ra dễ như trở bàn tay lại lần nữa tiến vào tới rồi chùa vô tướng trong vòng mà giờ phút này đi theo nàng lại đây còn có mộ sang cùng văn tiên sinh đám người một hàng hai mươi người tới bước nhanh ở chùa vô tướng nội đi tới giờ phút này chùa vô tướng loạn thành một đoàn đảo không ai tiến đến để ý tới nơi này đi đến một chỗ thật lớn cửa đá trước lâm thanh niên đối lão tăng hỏi đại sư nhưng chuẩn bị tốt sao Lão nạp sớm đã chuẩn bị mấy trăm năm, chỉ than vì sao tới như thế chi vãng. Trong đó một vị lão tăng cười nói: "Đại sư đi hảo." Lâm Thanh Nghiên trịnh trọng hướng lão tăng hành lễ. Lão tăng không hề nhiều lời, cả người nở rộ ra vô cùng thuần khiết Phật quang, đôi tay ấn ở đại môn phía trên, hét lớn một tiếng, mạnh mẽ đem đại môn đẩy ra một đạo dung người thông qua khe hở. Lâm Thanh Nghiên đám người nhanh chóng bay vào cửa đá trung, mà kia lão tăng phản phất hao hết toàn thân sức lực, rốt cuộc không sức lực lại đẩy ra này môn, bị đại môn bắn bay ngã trên mặt đất. Hắn lại nở nụ cười, lẩm bẩm nói, ta hoàn thành ta số mệnh, ta rốt cuộc có thể tái kiến ngươi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Chương 227, Mạnh bà nề hà trấn hổ yêu. Tiến vào đến tiên phủ trong vòng hổ yêu, bị luân hồi tiên phủ danh tác cấp trấn trụ, ngơ ngác mà nhìn thần thức quét không đến biên tiên phủ. Nó lẩm bẩm nói, không nghĩ tới cư nhiên là như vậy một tòa hoàn chỉnh tiên phủ, này bút tích cùng khí phách đến không được, không biết là thần thánh phương nào sở lưu, cư nhiên dừng ở người này tiểu bối trong tay sau trời thánh điện hai người cũng ngây dại thấy tiêu giật phong tiến vào sôi nổi nói cảm tạ dịp thần đạo hữu ân cứu mạng ân tiêu giật phong chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu tiểu bối ngươi này tiên phủ từ chỗ nào mà đến hổ yêu hỏi tại hạ ngẫu nhiên đoạt được tiền bối cảm thấy hứng thú tiêu giật phong cười nói này từ từ cấp tiên phủ ta chưa từng nghe thấy này tiên phủ dừng ở ngươi này tiểu bối trong tay chỉ là bảo vật phủ bụi trần ngươi đem nó giao cho ta ta định không cho ngươi có hại ngươi nghĩ muốn cái gì cứ việc nói. Hổ yêu chân thật đáng tin nói. Tiêu giật phong nở nụ cười, chậm rãi hỏi, tiền bối là tưởng cường đoạt ta tiên phủ không thành. Khi hổ yêu cười ngạo nghễ nói, ngươi nếu muốn như vậy tưởng, đảo cũng có thể, bất quá ta càng nguyện ý nói là đổi, ta lấy một kiện cực phẩm tiên khí cùng ngươi đổi như thế nào. Tiêu giật phong cười như không cười nói, tiền bối thật đúng là sẽ nói cười, kẻ hèn một kiện cực phẩm tiên khí liền tưởng đến lượt ta một tòa tiên phủ, không khỏi cũng quá si tâm vọng tưởng đi hắn chậm rãi lấy ra trảm tiên nói, tiền bối xem ta giống thiếu bảo vật bộ dáng sao. Thần ký Khi hổ yêu đồng tử hơi co lại, nhưng thực mau lại mở miệng nói, tiểu bối, ngươi là đổi vẫn là không đổi. Không đổi ta liền đem ngươi đánh chết, lại cướp đi tiên phủ, ngươi tuyển đi. Không nghĩ tới tiền bối cư nhiên như thế hành sự, thật là ủng phí ta còn cứu ngươi một mạng. Bất quá hiện giờ sát khởi ngươi tới, đảo cũng không có quá lớn tâm lý chướng ngại. Cũng không ủng công ta vẫn luôn khoe giàu. Tiêu giật phong cười nói dứt lời hắn hô to một tiếng, mạnh bà tỷ tỷ làm việc. Giờ phút này đang ở cầu nại hà biên mạnh bà nghe vậy, tức giận nói, ta cũng không có nói quá muốn giúp ngươi trấn áp này đó yêu ma. Ngươi giúp ta đánh cái xuống tay, chúng ta trấn áp lên sẽ nhẹ nhàng một chút. Ta cho ngươi đưa cái bạn giải buồn. Tiêu giật phong cười hì hì nói. Hảo tiểu tử. Kẻ hèn một cái kim đăng kỳ cũng dám tới rình rập ta. Hổ yêu giận cực phản cười nói. Tiêu giật phong vỗ vỗ trảm tiên, gọi ra trảm tiên kiếm linh, đem trảm tiên kiếm ném qua đi. Cười nói, tiến vào ta tiên phủ, là long ngươi cho ta bàn, là hổ cho ta nằm bò. Hắn bắt đầu thuyên chuyển tiên phủ lực lượng, cấp mạnh bà giáo huấn luân hồi tiên phủ lực lượng, rốt cuộc mạnh bà lực lượng cùng luân hồi tiên phủ cùng nguyên, hấp thu lên so tiêu giật phong càng dễ dàng. Mà tiêu giật phong hấp thu luân hồi tiên phủ lực lượng, chỉ sợ thân thể liền ăn không tiêu, đến nghỉ ngơi lấy lại sức đã lâu. Nơi đây cấm thúng di, cấm sử dụng pháp tương thiên địa, cấm hấp thu thiên địa linh khí. Tiêu giật phong mở miệng nói. Khi Hổ yêu nháy mắt ngây ngẩn cả người, rồi sau đó phát hiện chính mình thật đúng là vô pháp hấp thu bất luận cái gì thiên địa linh khí cùng dùng ra thuấn di. này chủ yếu là bởi vì hắn ở vào cực độ suy yếu trạng thái, bởi vậy mới có thể bị luân hồi tiên phủ quy tắc sở khống chế. Nếu là chân chính đại thừa kỳ, chỉ sợ cũng vô pháp hiệu quả. Trước cuộc này luân hồi tiên phủ tuy rằng tự thành một mảnh thiên địa, có được chính mình quy tắc, nhưng vẫn là vô pháp hạn chế toàn thịnh đại thừa kỳ, bằng không lúc trước cũng sẽ không bị thanh hư bọn họ sở đánh vỡ. Mạnh bà tuy rằng ngoài miệng nói ngạnh, thân thể lại rất thành thật, vẫn là bay lại đây, trong tay cầm một thanh thật lớn ngọc như ý giống nhau đồ vật. Tiêu giật phong nhìn kỹ lại là kia tòa mạnh bà kiều, nàng thế nhưng đem cả tòa cầu nại hà cấp dọn lại đây. Tiêu giật phong không nghĩ tới này cầu nại hà cư nhiên còn có thể đương vũ khí, mà mạnh bà kén này cầu nại hà đại khai đại hợp, trực tiếp cùng kia bạch hổ giao khởi tay tới. Mạnh bà kén cầm cầu nại hà trở thành cây búa, mỗi một kích đều lôi cuốn bàn bạc cự lực, đem bạch hổ đánh đến ngao ngao thẳng kêu bạch hổ có hại ở trên tay không có thuận tay binh khí, lại không thể hấp thu thiên địa linh khí, chỉ có thể bằng vào thân thể ngạnh kháng. Tiêu giật phong nhìn về phía mặt khác hai cái sao trời thánh điện đệ tử, cười cười. Dịp thần đạo hữu, chúng ta cái gì cũng chưa thấy. Hai người vội vàng mở miệng nói. Tiêu giật phong cười lạnh một tiếng nói, ta nếu cho các ngươi hai cái tiếng vào tới rồi này luân hồi tiên phủ trong vòng, lại sao lại cho các ngươi hai cái bình yên vô sự đi ra nơi đây. Hắn liền hóa thành một đạo hắc quan nhằm phía trong đó một người, mà chém tiên kiếm linh tự hành khống chế trảm tiên kiếm bay về phía một người khác. Ở luân hồi tiên phủ nội không cần lại cố kỵ, hắn toàn lực ra tay, không hề che giấu chính mình tam giáo đồng tu sự tình. Vài loại công pháp đổi tác dụng, quỷ dị dị thường, đem sao trời thánh điện đệ tử đánh đến không hề có sức phản kháng. Ngươi không phải diệp thần, ngươi là hỏi thiên tông người, ngươi rốt cuộc là người nào? Người nọ hiển nguy trùng trùng, kinh hải hỏi. Ta cùng người sắp chết, không có gì hảo thuyết. Tiêu giật phong cười lạnh nói hắn thực mau liền đem người này cấp chém giết tại thủ hạ, rồi sau đó đi trợ giúp trảm tiên kiếm linh đem mặt khác một người cũng trảm ở dưới kiếm. Hai người nhìn về phía một khác chỗ chiến trường, bạch hổ giờ phút này rống giận liên tục nhưng lại còn có phản kháng dư lực. Tiêu giật phong không khỏi nhíu mày, hắn cũng không muốn mượn trợ cả tòa tiên phủ lực lượng, mạnh mẽ đem chính mình tu vi tăng lên tới động hư cảnh. Rốt cuộc như thế là sẽ có hậu di chứng, hắn sẽ rất dài một đoạn thời gian, không thể cùng người động thủ. Mà chính mình hiện giờ ở chùa vô tướng, còn không có thoát ly hiểm cảnh, khó giữ được tồn thực lực chỉ sợ không hảo chạy đi. Bởi vậy hắn chỉ có thể không ngừng vận dụng quy tắc chi lực, hỗ trợ trấn áp bạch hổ, không ngừng chế tạo đối mạnh bà có lợi điều kiện. Mạnh bà cũng không cô phụ hắn kỳ vọng, ngành kéo bạch hổ đi tới nguyên lai cầu nại hà biên, rồi sau đó đem toàn bộ vong xuyên hà đều cấp kích thích lên, hóa thành một cái hoàn tuyền tự xa hướng bạch hổ tác tới. Vong xuyên hà chi thủy mang theo ăn mòn thân thể cùng thần hồn lực lượng, đem bạch hổ cả người ăn mòn đến vỡ nát. Mà mạnh bà mượn dùng vong xuyên cùng cả tòa cầu nại hà hoàn toàn đem nó áp chế, bạch hổ trống giận liên tục, cố tình lại không phải nàng đối thủ. Chỉ chốc lát sau, mạnh bà đem trong tay cầu nại hà một ném, cả tòa cầu nại hà hóa thành sơn giống nhau lớn nhỏ, trực tiếp đem bạch hổ cấp trấn áp ở cầu đá dưới. Cầu nại hà không ngừng thu nhỏ lại, mang theo bạch hổ cùng nhau thu nhỏ lại, trở lại tại chỗ, bạch hổ dư lại tiểu miêu lớn nhỏ, chỉ lộ ra một cái đầu tới, thân thể tắc bị thật mạnh đè ở kiều bên trong. Tiêu giật phong đi vào cầu nại hà biên, thấy bạch hổ còn ở điên cùng dãy dụa, đem cầu nại hà chấn đến đông đưa không thôi hắn vội vàng vận dụng tiên phủ quy tắc chi lực, lại cấp cầu nại hà quán chú khổng lồ linh lực, cầu nại hà mới vững như thái sơn, không hề đông đưa. Tiểu bối, ngươi phóng ta đi ra ngoài. Ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Khi bạch hổ chỉ có thể tức giận mắng không thôi. Hắn không nghĩ tới chính mình mới vừa chạy ra kia trấn yêu tháp, nhanh như vậy lại bị trấn áp ở cầu nại hà hà. Tiêu giật phong xem hắn phiên không dậy nổi cái gì sóng gió, cười nói, tiền bối, ta này không phải cho ngươi tìm cái bạn sao. Nơi này có thể so trấn yêu tháp hảo đi đánh rắm, ta nếu lại thoát vây, nhất định đem ngươi trừ gia lột cốt. Bạch hổ trống giận. Tiêu dật phong không hề để ý tới nó, đối mạnh bà cười nói, lần này đa tạ mạnh bà cô nương. Quay đầu lại ta cho ngươi mang điểm nhân gian mỹ thực. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Chương 228, Phạn không phạm Minh. Mạnh bà hừ lạnh một tiếng nói, ta không có đáp ứng quá sẽ giúp ngươi ra tay, ngươi lần sau lại tự tiện đem người cấp tiến cử luân hồi tiên phủ trung, ngươi liền chính mình đối phó đi. Tiêu giật phong liên tục gật đầu nói, đây là tự nhiên, cô nương, thỉnh cứ việc yên tâm. Lần này chỉ do ngoài ý muốn. Còn có, ta muốn ăn vịt nướng cùng gà nướng. Lại mang điểm thanh trụ. Mạnh bà công đạo nói, nói liền đi trở về đầu cầu chỗ. Tiêu giật phong. Hắn ở luân hồi tiên phủ trong vòng lại đãi trong chốc lát, đi trở về đến mạnh bà bên người, cùng nàng trò chuyện, muốn nghe được luân hồi tiên phủ việc, mạnh bà lại giữ kín như bưng. Chán đến chết hạ, tiêu giật phong lại đi trêu đùa một chút tiểu miêu giống nhau bạch hổ, chọc đến nó phẫn nộ không thôi. Cảm giác thời gian không sai biệt lắm, chùa vô tướng nội chiến đấu hẳn là đã tới rồi gây cấn nông nổi, liền thật cẩn thận từ luân hồi tiên phủ trung thăm dò một sợi thần thức. Phát hiện bên ngoài không ai sao, hắn nhanh chóng từ tiên phủ bay ra, rồi sau đó tiếp tục hướng phía trước bay đi. Trên bầu trời kia mặt gương sáng không biết khi nào biến mất. Một lần nữa ra tới về sau hắn, trên người không có phía trước kia ma khí lượng lờ, đảo làm hắn yên lòng. Hắn chém giết mặt khác một tòa ngũ hành pháp trận hai người, nghĩ đến kia tòa chính phản ngũ hành pháp trận vô pháp lại sử dụng. Hiện giờ chỉ xem chùa vô tướng có hay không giải quyết chính mình kia tòa chính phản ngũ hành đại trận người. Chính mình lại trấn áp một con bạch hổ, đến nỗi kia lôi công minh, chùa vô tướng hẳn là có năng lực cấp trấn áp, liền không cần chính mình nhiều nhọc lòng. Hắn tiếp tục ở núi rừng trung chạy về phía bọn họ tiểu tổ cuối cùng mục tiêu, tìm kiếm chính mình kia tòa ngũ hành đại trận thành viên, chỉ cần có thể đưa bọn họ đánh chết, như vậy sở hữu ngũ hành đại trận liền đều không thể vận chuyển. Không biết có phải hay không vận mệnh cho phép, thật mau hắn liền tìm được rồi chính mình trong đội mặt một vị lạc đơn nữ tu. Khi nữ tu diện mạo thượng đẳng, dáng người hơn người. Tiêu giật phong nhớ rõ nàng kêu hạ liễu. Nàng giờ phút này chính vẻ mặt đề phòng ở dãy núi trung ẩn nấp thân hình chạy vội, thấy tiêu giật phong ngây ra một lúc. Tuy rằng diệp thần là cái dâm tặc, nhưng tốt xấu vẫn là người một nhà, nàng vẫn là vẻ mặt vui sướng hướng hắn lượt tới. Diệp thần đạo hữu, không nghĩ tới ngươi cũng tránh được một kiếp, ngươi không sao chứ. Hạ liễu hỏi. May mắn mà thôi, đạo hữu cũng là đi trước kia tàn cốt sơn sao tiêu giật phong cười khổ nói hạ liễu yên nhiên cười nói đúng vậy nếu người ta đều là một tổ thành viên không bằng kết bạn đi trước dù sao bầu trời gương sáng không biết vì sao tan đi chúng ta đi một khối cũng sẽ không lại như vậy rõ ràng cầu mà không được có mỹ đồng hành tiêu giật phong cười nói bay đến bên người nàng cùng nàng sóng vai tầng trời thấp bay vút hạ liễu kiều mị mà nhìn hắn một cái dỗi nói tình huống nguy cấp đạo hữu chớ lại nói giỡn. tiêu giật phong gật gật đầu nói cũng là cực độ thâm hàng trên người hắn một trận hàng khí trào ra bao phủ hai người bốn phía hạ liễu chỉ cảm thấy chính mình linh hồn đều bị đông lại thân thể chậm chạp vô cùng ở nàng khó có thể tin trong ánh mắt tiêu giật phong nhất kiếm vẽ ra nháy mắt đem nàng đầu chém xuống rồi sau đó nhất kiếm dạo nát nàng nội đan nàng vô đầu thi thể phát gục trên mặt đất tiêu giật phong thuần thục vô cùng mà thu hồi nàng phát bảo cùng túi trữ vật sau bắn ra lưỡng đạo ánh lửa đem này thi thể đốt cháy rớt làm xong này hết thảy hắn dường như không có việc gì tiếp tục đi phía trước bay đi hiện giờ hai tòa chính phản ngũ hành đại trận đều đã bị chính mình sở phá hư nhưng không xác định hai tòa đại trận có thể hay không khâu thành một tòa hơn nữa hắn còn có một cái nghi hoặc khi đó là vì sao không có thấy mộ sang cùng độc tôn giả đám người làm mấy đại phái mang đội tu sĩ những người này hẳn là có chính mình nhiệm vụ mới đúng nhưng chính mình thì tại lúc này đây nhiệm vụ trung từ đầu tới đuôi không có nhìn thấy quá bọn họ việc này lộ ra mọi nơi chỗ lộ ra quỷ dị không biết nơi này sẽ có cái gì tên tuổi lấy chính mình hiện giờ thân phận có thể biết được đồ vật vẫn là quá ít nhưng thực mau hắn liền không có thời gian lại tưởng này đó phía trước có một cái bạch y tuấn lãng tuổi trẻ tăng nhân ngăn cản hắn đường đi đối phương chắp tay trước ngực đối hắn nói thí chủ phía trước đường này không thông hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm đối phương hắn nhận thức người này trước mắt người này chính là chùa vô tướng bí truyền đệ tử phạn không này phạn không thực lực càng ở phạn minh phía trên nào đó trình độ thượng phạn minh xem như hắn thế thân bởi vì hai người là thân huynh đệ mà phản không mặc kệ là thiên phú vẫn là thủ đoạn đều xa ở thành thật bổn phận phản minh phía trên. Tiêu giật phong trong mắt sát ý hơi ngưng, yên lặng nhìn phản không, xem ra lần này không có dễ dàng như vậy chạy đi. Hai người lẫn nhau đối diện, không nói một lời, đột nhiên hai người đồng thời ra tay. Tiêu giật phong trong tay cầm một phen trường kiếm, từng đạo vô ảnh vô hình bóng kiếm hướng phản không chém tới, mà phản tay không trung Phật châu phù phù trầm trầm, thỉnh thoảng bắn nhanh mà ra, đem tiêu giật phong bóng kiếm đánh tan. Hai người chung quanh các bay đá chạy, thả chiến thả động, Phật quan cùng ma khí cuốn quanh ở một khối. Phản không cả người chân nguyên phản phất vô cùng vô tận giống nhau, đồng thời thao túng 24 viên Phật châu, đối tiêu giật phong mảnh công không ngừng. Hắn ra tay tàn nhẫn, hoàn toàn không có lưu thủ, phản phất muốn đem tiêu giật phong ngay tại chỗ đánh giết, một chút cũng không có người xuất gia bộ dáng. Mà tiêu giật phong cũng không cùng hắn thách khí, rốt cuộc hiện giờ thân ở bất đồng trận doanh. Phản không cũng không phải là hắn có thể tùy tiện lưu thủ người, lưu thủ sẽ chỉ làm chính mình thân hãm hiển cảnh hai người ở núi rừng gian truyền đấu không thôi thủ đoạn ra hết phản tay không niết các kiểu phật môn pháp ấn dùng tới sáu tự chân ngôn phối hợp từng viên phật châu bay ra vây công tiêu giật phong mà tiêu giật phong tùy tay niết tới các loại quỷ dị sao trời thánh điện bí thuật cả người ma khí lành lạnh này đó đều là diệp thần có tiếp xúc quá lại không tin thông thuật pháp còn có chút diệp thần không có học quá tiêu giật phong bị bắt cũng dùng ra tới bằng không sớm đã bị thua may mắn phụ cận không có gì người chẳng sợ chính mình dùng chút diệp thần sẽ không pháp thuật hẳn là cũng không sao phản không càng đánh càng giật mình, hắn không nghĩ tới lấy thực lực của chính mình, cùng giai đối chiến, cư nhiên lâu công không dưới trước mắt cái này ma giáo đệ tử. Đối phương thủ đoạn ùng ùng không dứt, chính mình một cái vô ý khả năng liền phải công đạo ở đối phương trên tay. Ma đạo trung khi nào ra như vậy một nhân vật, sao trời thánh điện quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Tiêu giật phong cũng bất đắc dĩ không thôi, này phạn không tu vi chi cao thâm, vượt quá chính mình tưởng tượng. Bất quá hắn cũng không ham chiến, rốt cuộc hiện giờ là ở người khác địa bàn thượng lấy vạn không loại này cấp bậc đệ tử, trên người bảo mệnh thủ đoạn phỏng chừng nhiều đến đều đếm không hết, chính mình lại không nghĩ giết hắn, không cần phải cùng hắn ngạnh cương. Hắn nhiều lần tưởng tìm kiếm cơ hội ném ra vạn không, nhưng đều lấy thất bại chấm dứt, hiện giờ hai người lực lượng ngang nhau, liền xem bên kia trước tới viện binh, rốt cuộc hai người đánh nhau động tỉnh pha đại. Thực mau núi rừng trung một đạo thân ảnh hướng hai người bay tới, tiêu giật phong trong lòng vui vẻ. Bởi vì người này là từ núi rừng trung lại đây phỏng chừng chính là chính mình này phương người. Nếu là chùa vô tướng tăng nhân, tuyệt đối là nghênh ngang từ không trung bay tới thực mau tới người liền từ núi rừng bay ra kia mạng dịu động lòng người thân ảnh không phải mặt thủy giao là ai quả nhiên là một cái cường viện mặt thủy giao nhìn thấy trước mắt hai người đấu đến lực lượng ngang nhau rất là kinh ngạc khi chính là phạn không nàng đôi mắt hơi co lại tiêu giật phong vội vàng kêu lên mặt tiên tử tới vừa lúc người này là là chùa vô tướng phạn không chùa vô tướng bí truyền đệ tử nhanh chóng đem hắn bắt lấy thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh Chương 229, Mặt Thủy Giao Thiên Mệnh Bí Thuật, Mệnh Trung Chú Định. Mặt Thủy Giao nghe vậy sửng sốt, lại rất mau làm ra phản ứng, phi thân mà thượng, trên người Trảm Nguyệt bay ra hướng phản Không chém tới. Phản Không thầm than một tiếng, chỉ bằng một cái trước mắt người này, hắn liền vô pháp bắt lấy, huống chi lại tới một người. Nếu tiếp tục ngốc tại nơi này, chỉ sợ chính mình một cái vô ý liền phải bị bọn họ bắt. Lập tức hắn không hề do dự, trên người núi sông châu nhanh chóng bay ra, gào thét tạp hướng mặt thủy giao. Đồng thời hắn dùng sức một chưởng đánh ra, cùng tiêu giật phong đánh bừa nhất chiêu sau, mượn lực nhanh chóng thoát ly chiến trường. Nhưng hắn lại không vội mà rời đi, ngược lại xa xa treo ở hai người phía sau, ý đồ chờ đợi mặt khác trong chùa tăng nhân tiến đến, lại đem hai người cùng nhau bắt lấy. Hai người lại sao lại không biết hắn ý tưởng, tiêu giật phong cùng mặt thủy giao liếc nhau, hai người nhanh chóng gia tốc rời đi. Mặt thủy giao dùng ra chính mình ảo ảnh phân thân, tiêu giật phong càng là dùng ra hắn mê hồn sương mù, từng đợt hồng nhạc yên vũ sau này bay đi. Hai người ở trong núi rẽ trái rẽ phải, chỉ chốc lát sau liền đem phạn không cấp hoàn toàn ném rớt phạn không cũng không hề dây dưa xoay người đi tìm dãy núi nội tìm kiếm người khác đi ở núi rừng trung bay vút tiêu giật phong cười nói lần này ít nhiều mặt tiên tử bằng không ta chỉ sợ giữ nhiều lành ít đạo hữu quá khiêm nhượng lấy dịp thần đạo hữu thực lực chỉ sợ ta liền tính bất quá tới cũng có biện pháp thoát thân đi đạo hữu thế nhưng có thể cùng chùa vô tướng phạn không đều đánh đến khó hòa giải mặt thủy giao cười như không cười nói tiêu giật phong trong lòng sát ý hiện lên hắn cười cười nói tiên tử quá khen, không nghĩ tới tiên tử còn nhận biết này phạn không? Ta cũng là may mắn giữ được tánh mạng thôi. Đúng rồi, không biết tiên tử còn nhìn thấy những người khác. Mặt thủy giao lắc lắc đầu nói, tạm chưa, dịp thần đạo hữu là ta thấy đến đệ nhất nhân, bất quá phía trước cách đó không xa chính là mục đích địa, hẳn là sẽ có những người khác tiến đến. Không nghĩ tới lần này nhiệm vụ như thế gian nguy, nhiệm vụ lần này thất bại cũng không biết có hay không trừng phạt. Chúng ta đã tận lực, nghĩ đến hẳn là sẽ không có trừng phạt đi. Tiêu giật phong cười khổ nói giờ phút này hắn trong lòng đối mặt thủy giao sát ý càng ngày càng nùng trước mắt nữ tử đời trước không có thiên mệnh chi thư đều một đường gặp thần sát thần trở thành luyện hư kỳ cao thủ này một đời nàng có được sáu phần chi nhất thiên mệnh chi thư tùy ý nàng tiếp tục đi xuống đi ai biết nàng có thể đi đến tình trạng gì chẳng sợ hắn đời trước cùng mặt thủy giao quan hệ cá nhân cũng không tệ lắm lại cũng vô pháp chịu đựng việc này rốt cuộc mặt thủy giao không thể nói cái gì người tốt mặt sau không chuẩn sẽ là chính mình một đạo trở ngại hắn bên cạnh mặt thủy giao phản phất đã nhận ra cái gì, cùng hắn bay khỏi một ít khoảng cách. Nàng mắt đẹp trung kim quang lưu chuyển, khóe miệng hoa khởi một nụ cười. Tiêu Dật Phong không tự chủ được mà hồi tưởng nổi lên chính mình cùng mặt thủy giao điểm điểm tích tích, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng khó có thể bỏ được xuống tay. Hai người tuy nhiều thứ đối địch, bởi vì lập trường bất đồng lấy mệnh tương bác. Nhưng lẫn nhau lại thưởng thức lẫn nhau, trong lòng chưa từng chân chính coi đối phương vì tử địch. Bởi vậy hai người lén đã từng nhiều lần đem rượu ngôn hoang, ở chính tà đại chiến trung, càng là liên thủ đối địch, là cho nhau tín nhiệm minh hữu. Tiêu giật Phong đột nhiên cả kinh, một cắn lưỡi tiêm cường chấn tinh thần, trong lòng mặt niệm băng tâm quyết. Hắn đột nhiên rơi trên mặt đất, lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt thủy giao. Mặt thủy giao cũng không nói một lời, rơi trên mặt đất lẳng lặng nhìn hắn. Hai người chi gian bên người sát ý kích động, đem trên mặt đất lá rụng cũng gợi lên. Tiêu giật Phong lạnh lùng nói, mặt tiên tử hảo thủ đoạn, thế nhưng có thể thần không biết quỷ không hay dao động ta ý niệm. Mặt thủy giao xinh đẹp cười nói, diệp thần đạo hữu cũng không phải trong truyền thuyết như vậy tham hoa háo sắc, chúng ta cũng thế cũng thế. Tiêu giật phong trong lòng giật mình, không nghĩ tới mực nước giao trong lòng càng vì giật mình, phải biết rằng nàng vừa rồi chính là đã dùng tới thiên mệnh chi thư trung bí thuật, mệnh trung chú định. Tên này tuy rằng nghe tới rất là lãng mạn, kỳ thật là một loại hướng người khác linh hồn trung lặng yên kế vào chính mình ý tưởng bí thuật. Loại này bí thuật tuy rằng thấy hiệu quả không mau, lại thay đổi một cách vô tri vô giác, đối phương chỉ biết nghĩ lầm là chính mình thay đổi loại này bí pháp không chỉ có thể ảnh hưởng cùng giai người, càng có thể ảnh hưởng càng cao trình tự người, bất quá căn cứ đối thủ thực lực cùng kế vào ý niệm lớn nhỏ, hao phí thời gian sẽ không giống nhau. Trừ bỏ lâm tiêu ngoại, này vẫn là mặt thủy giao lần đầu tiên ở kim đan kỳ trên tay thất bại, cho dù là ninh thải, chính mình đều có thể thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi hắn ý tưởng không nghĩ tới trước mắt cái này dâm tặc cư nhiên có thể chống cự chính mình thiên mệnh bí thuật còn làm chính mình đã chịu không nhỏ phản vệ giờ phút này nàng trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn đầu đau muốn nứt ra hai người lẫn nhau đối diện sát ý càng ngày càng nùng thiếu chút nửa động khởi tay tới khi lại đồng thời cảm giác được có người đã đến hai người vẽ mặt đề phòng mà nhìn về phía núi rừng chung người tới đúng là lâm tiêu cùng bích thủy tâm tiêu giật phong không suy nghĩ cẩn thận này hai người như thế nào sẽ ghé vào một khối bất quá hẳn là trên đường gặp được xem bích thủy tâm đối lâm tiêu rất là khách khí cùng đối chính mình hoàn toàn bất đồng thật là người so người sẽ tức chết bất quá ngẫm lại cũng là ai kêu chính mình đỉnh cái dâm tặc danh hào Liền bích thủy tâm đều phát hiện hai người có điểm cổ quái, Lâm Tiêu lại phản phất không thấy được trước mắt quỷ dị cảnh tượng. Hắn cười nói, không nghĩ tới hai vị đạo hữu đều ở chỗ này, thật sự là quá tốt, ta còn lo lắng các ngươi xảy ra chuyện gì. Tiêu giật phong gật gật đầu nói, Lâm đạo hữu, không biết mặt khác đạo hữu ở nơi nào. Chẳng lẽ chỉ còn lại có chúng ta mấy người sao? Không biết đâu, bất quá nơi này ly chúng ta tập hợp chỗ còn có điểm khoảng cách, có lẽ đều ở bên kia, chúng ta qua đi rồi nói sao? Lâm Tiêu cười nói. Mặt thủy giao đám người gật gật đầu, mấy người nhanh chóng hướng dãy núi trung cuối cùng một cái mục đích địa bay đi. Tới rồi tập hợp địa điểm lại không có một bóng người, mấy người chỉ có thể ngốc tại tại chỗ chờ. Bích thủy tâm chủ động tìm tới mặt thủy giao, hai nàng không biết đang nói cái gì, bất quá liên tiếp hướng tiêu giật phong xem ra, nghĩ đến cũng chưa nói gì lời hay là được. Không bao lâu, cánh rừng trung đột nhiên đi ra một cái chật vật thân ảnh, đúng là cả người mang huyết ninh thải. Hắn phản phất trải qua một hồi đại chiến giống nhau, không bao giờ gặp lại phía trước nho nhã hắn cả người huyết ô, phi đầu tán phát, rất là chật vật, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ mà. Không nghĩ tới này chùa vô tướng con lừa trọc lợi hại như vậy, vừa mới gặp được cái danh điều chưa biết đệ tử, lão tử thiếu chút nữa liền không có. Ninh thải mắng. Khó được nghe được luôn luôn nho nhã hắn cư nhiên bạo thô khẩu, mấy người đều có điểm ngạc nhiên. Ha ha ha, khó được gặp ngươi này xú thí gia hỏa như thế chật vật. Lâm tiêu cười nói. Lăng. Làm. Làm ngươi gặp được cái kia kẻ đi ngươi liền biết sai. Ninh Thải không hề hình tượng mà nằm liệt ngồi dưới đất. Ninh Ngốc Tử, ngươi nói người nọ hẳn là chùa vô tướng phạn không, vừa mới dịp thần đạo hữu chính là cùng hắn đánh đến có tới có lui. Mặt Thủy Giao che miệng cười nói. Thiệt hay giả? Ninh Thải khó có thể tin nói. Ta tận mắt nhìn thấy, còn có giả. Mặt Thủy Giao nói. Mặt tiên tử khuếch đại, ta cũng là thật vất vả mới thoát ra tới. Nếu không phải mặt tiên tử đã đến dọa lui hắn, chỉ sợ ta đã công đạo. Tiêu giật phong ngoài cười nhưng trong không cười nói nguyên lai like là mặt tỉ tỉ ra tay ta liền nói ngươi không bị đánh chết tính không tồi còn có tới có lui bích thủy tâm phi thường dễ dàng mà tiếp nhận rồi cái này cách nói nhưng lâm tiêu cùng ninh thải hai người lại không dễ dàng như vậy tin tưởng rốt cuộc mặt thủy giao làm người bọn họ vẫn là biết đến xem ra này dịp thần sâu không lường được a ps quyển sách này gần nhất ở bình xét cấp bậc hy vọng có thể nhìn đến nơi này đại lão cấp cái khen ngợi các ngươi khen ngợi đối ta trọng yếu phi thường ta sẽ tiếp tục liên tục đổi mới cầu xin các vị đại lão cho điểm quá thấp. Đặc biệt là chim cánh cục trình duyệt người xem đại lão, tuy rằng chim cánh cục trừ chương nghiêm trọng, nhưng này thật không phải ta tưởng, thật sự thật xin lỗi. Đã nỗ lực cùng biên tập câu thông chúng. Cái này số liệu sẽ ảnh hưởng đến ta cuối cùng bình xét cấp bậc, ngạch, cũng liền đại biểu ta còn có thể hay không tiếp tục vui sướng viết xuống đi. Lão Bạch bái tạ. Về sau sẽ nỗ lực hiện ra càng tốt nội dung cho các ngươi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Chương 230, bị Lâm Thanh Nghiên bày một nói khí tử, Hiện giờ bọn họ chính ngũ hành đại trận năm người đều đã tới tề, nhưng mà bọn họ ở trong rừng đang đợi một hồi lâu, mới khoan thai tới muộn mà bay tới hai cái phản ngũ hành đại trận người. Khi hai cái đệ tử đến chỗ này lúc sau, trong đó một người cười khổ nói, chư vị đạo hữu, sợ là chúng ta vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì mặt khác chu đạo hữu cùng lý đạo hữu đều sớm đã hy sinh. Mà hạ liễu đạo hữu trước mắt không biết tung tích, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Lâm tiêu sắc mặt khó coi, không nghĩ tới chính mình tiểu đội đã thiệt hại ba người, phản ngũ hành đại trận đã cơ hồ tuyên bố báo hỏng. Hắn trầm giọng nói, chờ một chút. Hạ liễu đạo hữu khả năng còn sẽ đến. Mấy người lại đợi một hồi lâu, đều không có tái kiến có người tới. Tiêu giật phong đương nhiên biết hạ liễu không có khả năng tới, rốt cuộc hôi đều dương. Mắt thấy sơn môn trước chiến đấu còn ở tiếp tục, mà lôi công minh còn ở kia nhảy nhót. Lưu sườn núi sơn lại còn không có bị công phá, trấn thủ vương mặt rỗ cùng lệ phi vũ người so trong tưởng tượng còn muốn nhiều. Lâm tiêu xoay chuyển ánh mắt nói, đi chúng ta đi mặt khác một tổ nơi mục tiêu minh không sơn đua hai tổ vì một tổ nhìn xem đối phương bên kia hay không có cùng chúng ta khuyết thiếu người thấy những người khác không có ý kiến hắn đi đầu hướng bên kia bay đi bởi vì bọn họ đoàn người số đông đảo dọc theo đường đi cũng gặp không ít ngăn trở nhưng bảy ngày thực lực mạnh mẽ giống nhau đệ tử đều không phải là bọn họ đối thủ tiêu dật phong cũng không hảo lưu thủ chỉ có thể xuất công không ra lực nhưng vẫn là tránh không được chùa vô tướng tăng nhân tử vong đây là tu chân giới tàn khốc lập trường bất đồng chẳng sợ ngươi tưởng lưu thủ cũng không có biện pháp bởi vì khoảng cách không xa bảy người tốc độ lại cực nhanh chỉ chốc lát sau liền tới tới rồi một khát tổ nơi minh không sơn nơi này quả nhiên có một khát tổ đội viên tại đây chờ nhưng này một tổ thế nhưng so với bọn hắn thiệt hại còn muốn nghiêm trọng chỉ còn lại có sáu người làm mấy người có chút kinh ngạc tiêu giật phong lại biết chính mình liền giết trong đó hai người nghĩ đến chùa vô tướng cũng giết hai người dẫn tới hiện giờ chỉ còn lại có sáu người nhìn thấy có người đã đến đối phương có chút khẩn trương thẳng đến thấy là diệp thần mấy người mới chậm rãi yên lòng. Hai bên người chào hỏi, đối diện dẫn đầu là trung niên bộ dáng nam tử, tên là Tần Minh. Hắn đi ra nói, Lâm Tiêu đạo hữu, ngươi lại đây ta bên này, không biết là vì sao. Chúng ta hai tổ hiện giờ đều thiệt hại gần nữa, đơn độc vô pháp tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Vì nay chi kế, muốn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có xác nhập vì một tổ. Chúng ta bên này chính ngũ hành đại trận đầy đủ hết, không biết các ngươi bên kia như thế nào. Lâm Tiêu hỏi. Tần Minh xoay người nhìn thoáng qua, báo ra tới phía chính mình dư lại người, Lâm Tiêu một so đối vui mừng quá đổi. Tiêu giật phong lại là hoàn toàn thất vọng. Tần Minh bên kia có bốn người là phản ngũ hành đại trận, mà phía chính mình vừa lúc có một người có thể bổ trên không thiếu. Hắn nhanh chóng quyết định nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền xác nhập hai tổ vì một tổ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Không biết Tần Minh đạo hữu ý hạ như thế nào. Tần Minh cũng không nghĩ như thế trở về đã chịu trách phạt, lập tức vui vẻ đồng ý hai đội giờ phút này đều còn thừa hai lần cơ hội mà lưu sườn núi sơn cùng một khắc chỗ một chốc một lát đánh không xuống dưới bọn họ đang định gần đây lựa chọn trước mắt không minh sơn thời điểm tiêu dật phong lại gọi lại bọn họ mọi người nghi hoặc mà quay đầu lại nhìn về phía hắn lâm tiêu hỏi diệp thần đạo hữu đây là ý gì tiêu dật phong lắc lắc đầu nói vài vị đạo hữu đừng vội căn cứ ta quan sát chúng ta phía trước thả ra đều là yêu tộc tiền bối ấn ta phỏng đoán chúng ta ngay từ đầu hẳn là thả ra chính là ta sao trời thánh điện tiền bối lại bị ngăn trở ở, bởi vậy chỉ thả ra hai gã yêu tộc. Thấy mọi người đều một bộ như suy tư gì bộ dáng, hắn tiếp tục nói, rồi sau đó mặt hai vị này hẳn là một vị là yêu tộc, một vị là chúng ta sao trời thánh điện tiền bối, chúng ta nếu là lại thả ra yêu tộc, chúng ta sao trời thánh điện lần này đem không thu hoạch được gì. Vì yêu tộc đồ làm áo cưới. Giữa sân người đều là khôn khéo người, nghe hắn nói như vậy lập tức suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt. Tần Minh nghi hoặc nói, nhưng chúng ta hiện giờ cũng không có cách nào phán đoán, rốt cuộc nơi nào là giam giữ ta sao trời thánh điện tiền bối, nơi nào là yêu tộc tiền bối. Tiêu giật phong nghĩ nghĩ, trầm giọng hỏi, không biết thánh nữ nhưng có ở xuất phát trước, đối với các ngươi hai vị đội trưởng nói qua chút cái gì, tỉ như nói giải cứu trình tự linh tinh. Hai người lại đồng thời lắc lắc đầu, chỉ nói thánh nữ làm cho bọn họ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cái này làm cho tiêu giật phong nghĩ trăm lần cũng không ra, đây là vì sao? Lấy lâm thanh nghiên thủ đoạn, nàng không có khả năng không nghĩ tới sẽ có ngoài ý muốn phát sinh, Nàng như thế nào sẽ liền dự phòng phương án đều không có phân phó đi xuống. Việc này nơi chốn lộ ra quỷ dị, trong khoảng thời gian ngắn mọi người lâm vào trong hai cái khó này. Tiêu Dật Phong linh quang chợt lóe, đột nhiên phát hiện chính mình lại bị lừa, Lâm Thanh Nghiên chân chính mục đích chỉ sợ cũng không phải giải cứu này đó yêu ma, mà là có khác mục đích, chính mình đám người khả năng chỉ là hấp dẫn hỏa lực người, này nói trắng ra là chính là khí tử. Lâm Thanh Nghiên thật là quỷ kế đa đoan, vốn tưởng rằng chính mình đã nhìn thấu nàng sở hữu hướng đi, lại không ngờ vẫn là bị nàng bày một đạo. Lâm Tiêu cùng mặt thủy giao mấy người rõ ràng cũng suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt, một đám sắc mặt rất là khó coi, nhưng giờ phút này nhiệm vụ liền ở trước mắt, không tiếp tục hoàn thành cũng không được. Nếu là chính mình đám người không có phát huy ra hấp dẫn hỏa lực tác dụng, trở về chỉ sợ còn sẽ đã chịu trách phạt. Mấy người cũng không hề nghĩ nhiều, dứt khoát ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Nhị tuyển một, tùy tiện tuyển một cái, dù sao chỉ cần thả ra người, có thể vì sao trời thánh điện hấp dẫn hỏa lực là được. Mấy người quyết định gần đây lựa chọn trước mắt này tòa trấn yêu tháp, dù sao là người là yêu nghĩ đến lâm thanh nghiên cũng sẽ không để ý. Hai bên nhanh chóng thương lượng một chút, quyết định vẫn từ tiêu giật phong bọn họ tiểu đội 5 người đi xuống. Tiêu giật phong vốn định không đi xuống, lại phát hiện chính mình đánh chết hai người bên trong, trong đó một người nơi vị trí chính là chính ngũ hành phong thuộc tính, thật là dọn cục đá tạp chính mình chân. Lâm tiêu cũng đưa ra chính mình yêu cầu, làm tần minh mấy người ăn xong chính mình trong tay 10 độc tán. Tần minh đám người cũng sảng khoái, trực tiếp liền lấy quá đang dược nuốt vào, rồi sau đó mười mấy người nhanh chóng đi trước đỉnh núi chỗ từ tần minh chờ một lần nữa tổ hợp phản ngũ hành đại trận nhanh chóng mở ra kia nói đi thông phía dưới cửa động tiêu giật phong mấy người lại lần nữa từ giữa nhảy xuống lúc này đây bọn họ có kinh nghiệm lần trước không có quá mức kinh hoảng ở như trụy hư không giống nhau cảm giác chung mấy người rơi xuống cái đấy. nơi này một mảnh hắc ám cùng hoang vu đuổi kịp một tòa trấn yêu tháp giống nhau không có bất luận cái gì thanh âm lâm tiêu dẫn đầu tế ra kia viên dạ minh châu chiếu sáng lên phía trước mặt khác mấy người tắt vẻ mặt đề phòng mà nhìn bốn phía, đề phòng âm thầm tiền bối không thể hiểu được đánh lén. Này tòa trấn yêu tháp tiền bối. Ngươi còn ở sao? Phản bối sao trời thánh điện diệp thần? Tiêu giật phong mở miệng la lớn. Đột nhiên phía trước có xiền xích thanh âm vang lên, một cái nghẹn ngào thanh âm chậm rãi từ bên trong truyền ra. Mấy tiểu bối, các ngươi như thế nào sẽ xuống dưới ở đây? Đừng kêu, có cái này sức lực vẫn là lưu trữ ấm bụng đi. Mọi người vui mừng quá đổi không nghĩ tới nơi này cư nhiên thật đúng là còn giam giữ một vị tiền bối. Lâm Tiêu cung kính nói, ta chờ là sao trời thánh điện đệ tử, phụng thánh nữ chi mệnh tiến đến giải cứu tiền bối. Không biết tiền bối có không hiện thân. PS, sách này bất tri bất giác đã 50 vạn từ, cảm ơn đại gia duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Có ý kiến gì có thể ở bình luận khu nói ra, mỗi cái ngôi cao, ta đều sẽ đi xem. Kỳ thật ta một ngày soát vài lần các ngôi cao, kinh hồn tán đã mở ra bình luận khu, sau đó. Không ai bình luận tt phía trước có người đọc nói muốn tô diệu tình ha 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 ta đây liền an bài có cái người đọc nói không cần nữ chủ cái này là kiên quyết không được khi nam chủ chẳng phải là đánh quan côn cả đời ở không ảnh hưởng đại phương hướng thượng ta tận lực thỏa mãn thích hợp thêm diễn đại gia thích cái nào đương nhiên đã định vận mệnh vẫn là sẽ không cải biến buổi sáng vừa cảm giác rời giường thấy bình luận khu nhiều mấy cái bình luận cùng cho điểm cảm động khóc liền bổn trạm đều tạc ra một cái người đọc cảm ơn các vị đại lão khẳng định. Nghe nói tuần sau liền ra bình xét cấp bậc, thấy hai vị số thúc dục càng, cùng cho điểm, đối lập đồng kỳ đại lão, khoảng, khoảng đến rối tinh rối mù. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh.